Thì cái đặc điểm lâm sàng của viêm phổi do virus CMV thì thường đặc trưng đó là một cái diễn tiến, thứ nhất là diễn tiến mãn cấp, thứ hai là bé này có sốt, có tình trạng tăng đơn nhân không điển hình, có tăng men gan. Thì trong đó cái vai trò quan trọng nhất đó là cái tăng men gan với là tăng đơn nhân không điển hình, thì nó là một trong những cái dấu hiệu mà giúp mình gợi ý đây là viêm phổi do CMV. Một cái nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của CMV trên đối tượng nhi khoa ở Bệnh viện Nhi Trung ương do thạc sĩ bác sĩ Khúc Văn Lập thực hiện vào năm 2009. Thì cái đặc điểm lâm sàng của viêm phổi do CMV thì cũng có một cái đặc điểm, thứ nhất đó là bệnh nhân sẽ diễn tiến, đó là một cái bệnh thường diễn tiến, đó là bệnh diễn tiến hô hấp, diễn tiến kéo dài trên 1 tuần, với một cái điểm đặc biệt đó là gan lắc to, có hội chứng tăng đơn nhân nhiễm trùng. Về hình ảnh học thì thật ra hình ảnh học của viêm phổi do CMV nó không có đặc hiệu, cho có nghĩa là hình ảnh học và cả CT lẫn X-quang nó sẽ không có phân biệt được đây là những cái tác nhân, này là viêm phổi này do tác nhân nào. Nhưng theo một số các cái nghiên cứu, một số các cái báo cáo thì hình ảnh X-quang thường gặp nhất cho viêm phổi CMV do Smith và các cộng sự đăng vào năm 1977, đó là hình ảnh của viêm phổi mô kẽ lan tỏa hai bên. Còn hình ảnh CT thì em đọc trong một cái tạp chí của GH Moon đăng trên tạp chí Korean J Radio, thì thường cái hình ảnh CT sẽ là hình ảnh tổn thương dạng kính mờ lan tỏa hai bên phế trường, là hai cái hình ảnh thường gặp. Hình ảnh X-quang của tổn thương viêm phổi của CMV thường sẽ là tổn thương phổi dạng mô kẽ, còn khi nhìn trên hình ảnh CT thì đó là hình ảnh tổn thương dạng kính mờ. Tuy nhiên hình ảnh học này nó cũng sẽ không có gợi ý đặc hiệu cho một cái tác nhân nào cả. Một cái vấn đề tiếp theo đó là khi mà mình nghĩ đây là một cái ca viêm phổi có khả năng là do CMV thì mình sẽ làm PCR. Thì cái vấn đề là PCR bao nhiêu sẽ có giá trị chẩn đoán và PCR bao nhiêu thì sẽ có giá trị là loại trừ. Thì thật ra thì cái ngưỡng chẩn đoán PCR DNA của CMV ở trên cái dịch ban thì nó sẽ rất là khác nhau, tại vì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều về cái mức độ nặng của viêm phổi, về phương pháp lấy dịch ban cũng như là các cái phương pháp làm PCR tại các phòng thí nghiệm. Do đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái ngưỡng chẩn đoán của cái PCR DNA CMV. Thì một cái bài báo do Michael Boeck đăng vào năm 2017 về cái vấn đề sử dụng cái PCR định lượng dịch PCR định lượng CMV nằm ở trong dịch ban ở những cái bệnh nhân bị viêm phổi do CMV, và đây là những cái bệnh nhân mà sau khi mà được ghép tế bào gốc tạo máu, thì cái hình A là biểu hiện được giá trị tiên đoán dương, hình B là biểu hiện giá trị tiên đoán âm. Thì hình A thì tác giả lấy cái ngưỡng của mình là ngưỡng 500, thì đối với một cái ngưỡng là 500 đơn vị trên 1 ml thì giá trị tiên đoán dương của PCR CMV là 45%, còn đối với giá trị tiên đoán âm nếu mình lấy cái ngưỡng là 500 thì giá trị tiên đoán âm lên đến 95%. Một cái bài báo khác của Joe Lewis và các cái cộng sự đăng thì cũng thấy rằng cái ngưỡng 500 nó không có giá trị trong việc phân biệt viêm phổi do CMV cũng như là cái viêm phổi do các nguyên nhân khác. Có nghĩa là nếu như mà một cái PCR mà với một cái ngưỡng là 500 nếu như nó dương tính thì mình cần phải có sự kết hợp của lâm sàng thì mình mới có thể chẩn đoán đây là một ca viêm phổi do CMV. Tuy nhiên nếu như một cái PCR mà có cái ngưỡng dưới 500 thì giá trị tiên đoán âm rất là cao và gần như mình có thể loại trừ được cái ca này không phải là viêm phổi do CMV. Một cái vấn đề nữa là PCR CMV thì mình sẽ lấy ở bệnh phẩm nào? Thì đây là một cái bài báo của Jay Honda về cái cách mà sử dụng cái PCR DNA CMV trong việc chẩn đoán viêm phổi do CMV. Thì ở đây nó có hai cái mẫu bệnh phẩm. Thứ nhất đó là mẫu đàm và thứ hai là mẫu dịch ban. Thì nhìn vô cái hình này chúng ta thấy rõ ràng là mẫu đàm với mẫu dịch ban về độ nhạy, độ đặc hiệu cũng như những cái giá trị tiên đoán dương, tiên đoán âm là gần như là như nhau. Hơn nữa thì cái mẫu đàm thì lại có nó ít có cái xâm lấn hơn so với dịch ban. Tuy nhiên theo một số nghiên cứu của Lodge với lại Arno, em có để cái phần tài liệu tham khảo phía bên dưới, thì người ta có thấy rằng nếu như mà mình lấy cái mẫu PCR DNA mà nằm ở trong nước bọt thì có khả năng gây ra một cái hiện tượng là chẩn đoán quá mức, có nghĩa là một số bệnh nhân mặc dù không có triệu chứng viêm phổi, không có bất cứ triệu chứng lâm sàng nào cả, nhưng mà khi mình làm PCR của cái dịch nước bọt thì nó vẫn ra dương tính. Vì vậy tóm lại thì cái cuối cùng thì cái nghiên cứu này kết luận lại là vẫn sẽ sử dụng PCR dịch ban để trong chẩn đoán đó là viêm phổi do CMV. Một cái vấn đề nữa là PCR CMV mình có nên lấy máu thay cho dịch ban hay không? Thì các cái nghiên cứu cũng chỉ ra một cái nghiên cứu so sánh chỉ ra về cái việc mà phát hiện DNA của CMV ở trong máu với lại ở trong dịch ban, thì người ta vẫn khuyến cáo đó là mình nên lấy cái mẫu bệnh phẩm, có nghĩa là mình nên phát hiện cái vật chất di truyền ở đây chính là cái DNA của CMV nằm ở trong cái cơ quan mà bị tổn thương. Ví dụ như bệnh nhân này bị viêm phổi do CMV thì mình muốn chẩn đoán viêm phổi do CMV thì mình phải lấy dịch ban chứ mình không nên lấy máu.
Hiện tại giờ thì vẫn chưa có ngưỡng chẩn đoán PCR-CMV trong dịch ban, và cần phải có kết hợp lâm sàng cũng như một số các cận lâm sàng khác để chẩn đoán một cái ca này là bị viêm phổi do CMV. Tiếp theo là về phần mô học. Thì đây là một cái bài báo do Book và các cộng sự đăng vào năm 2010. Thì đây là một số các cái đặc điểm mô học của các cái khi mà mình lấy dịch ban cũng như là mình đi sinh thiết phổi. Thì đặc trưng của cái viêm phổi do CMV á, thì hình ảnh của nó là hình ảnh thâm nhiễm lympho. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có những cái tế bào là những cái tế bào phình to, những cái tế bào này là những cái tế bào có những cái thể vùi này là những cái thể vùi mà bắt màu kiềm và có một cái vần sáng xung quanh, thì ta có một cái hình ảnh đặc trưng người ta gọi là hình ảnh mắt cú. Còn một cái khác nữa đó là cái BP65 antigen. BP65 antigen nó là cái gì? Thì đó là một cái protein virus, thường nó sẽ xuất hiện khi virus thực hiện cái quá trình nhân bản. Có nghĩa là khi mà mình xét nghiệm cái BP65 antigen này, nó sẽ báo hiệu cho chúng ta biết là virus này đang ở trạng thái hoạt động. Có nghĩa đây là một cái xét nghiệm giúp chúng ta phân biệt được là cái bệnh nhân này đang bị nhiễm CMV ở giai đoạn tiềm ẩn hay là đang ở giai đoạn hoạt hóa. Tuy nhiên cái khuyết điểm lớn nhất của cái xét nghiệm này là nó sẽ không còn đúng nữa nếu như mà cái số lượng bạch cầu dưới 1.000. Hay là về phần định lượng kháng thể, thì để chẩn đoán được một cái nhiễm CMV cấp thì mình sẽ có thể định lượng dựa vào IgM hoặc IgG, sự xuất hiện của IgM hoặc là IgG với hiệu giá kháng thể gấp 4 lần ở hai lần xét nghiệm khác nhau là một trong những cái dấu chỉ điểm là bệnh nhân này đang bị nhiễm CMV cấp. Tuy nhiên có một số lưu ý là IgM nó có thể dương giả nếu như mà bệnh nhân có đồng nhiễm với EBV, HHV6 hoặc là nếu như bệnh nhân này có yếu tố thấp ở trong cơ thể. Và cũng có thể âm giả nếu như tại vì do một cái cơ chế đó là sự gắn kết cạnh tranh giữa IgG với kháng nguyên CMV nằm ở trong cái mẫu thử, nên để tránh cái hiện tượng mà nhầm lẫn giữa hai cái mẫu này thì mình chứ cái mẫu thử cần phải được xử lý để tách cái kháng thể IgM và IgG riêng thì mình mới có thể định lượng được. Về phần nuôi cấy thì nuôi cấy CMV thì thường được thực hiện ở trong cái tế bào nguyên bào sợi, và vì những cái đặc điểm biến đổi của tế bào ở trên cái mẫu nuôi cấy nó của CMV diễn tiến rất là chậm nên thường cái thời gian nuôi cấy cần phải ít nhất là 3 tuần trước khi kết luận là mẫu nuôi cấy này là âm tính. Tóm lại thì đây là một cái bài của Janssen và các cái cộng sự, người ta tổng hợp lại những cái phương pháp để mà chẩn đoán CMV. Người ta nêu ra một số các cái nhược điểm và ưu điểm của từng loại phương pháp. Thì thứ nhất là nuôi cấy thì có độ đặc hiệu cao và là tiêu chuẩn chẩn đoán nhưng tốn kém về thời gian và tiền bạc. PCR thì có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhưng mà nó lại không giúp cho chúng ta phân biệt được đây là một bệnh nhân đang bị bệnh hay là bệnh nhân chỉ đang nhiễm. Vì vậy cần phải có sự kết hợp của lâm sàng. IgM thì có độ nhạy và khả năng phát hiện tốt, tuy nhiên nó sẽ có một cái giai đoạn cửa sổ. Thì IgM của CMV nó chỉ có thể được phát hiện khi mà bệnh ít nhất là sau 2 tuần kể từ khi mà xuất hiện triệu chứng của bệnh. Nên nếu như bệnh nhân đến sớm trong vòng 2 tuần thì có thể ở trong giai đoạn cửa sổ thì IgM nó sẽ không phát hiện được. BP65 thì là một cái cách dùng để phân biệt được thể hoạt động hay thể tiềm ẩn, nhưng mà cái phương pháp xử lý mẫu đòi hỏi phải phương pháp xử lý mẫu tốt cũng như là sẽ không chính xác nếu như bệnh nhân có tình trạng giãn bạch cầu. Thì tóm lại em tiếp cận một cái ca bệnh nhân bị viêm phổi do CMV. Thì ở đây có một cái bài báo nói về các cái đặc điểm của viêm phổi do CMV ở trên những cái trẻ mà không có bị nhiễm HIV do Sonia và cộng sự đăng vào năm 2014. Thì tại bài báo này các cái tác giả đã tổng hợp được một số các yếu tố gợi ý đây là một cái tình trạng viêm phổi do CMV. Thứ nhất là bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng của hô hấp. Thứ hai là bệnh nhân có một cái cơ địa nguy cơ, đó là những cái cơ địa suy giảm miễn dịch. Thứ ba là dựa vào hình ảnh học mình sẽ thấy đó là những cái tổn thương phổi. Và cuối cùng đó mình sẽ xét nghiệm để chẩn đoán xác định là liệu coi là có CMV có phải là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng viêm phổi hay không, thì thường là mình sẽ xét nghiệm PCR dịch ban để tìm DNA của CMV. Một cái vấn đề nữa là khi mà mình đã chẩn đoán được ca này là viêm phổi do CMV rồi thì có cần thiết phải điều trị trên một cái bệnh nhân với hệ miễn dịch bình thường hay không? Thì phần lớn chúng ta cũng biết rằng nếu như một bệnh nhân mà có CMV tổn thương cơ quan đích, đặc biệt là trên những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng suy giảm miễn dịch ví dụ như HIVS hoặc là một cái bệnh nhân điều trị ức chế miễn dịch, bệnh nhân sau ghép tạng thì thường là sẽ có chỉ định điều trị. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà có hệ miễn dịch bình thường thì cái chuyện điều trị phần lớn thì những cái nhiễm CMV trên những cái bệnh nhân mà có hệ miễn dịch bình thường là những cái bệnh lý thoáng qua nên thường phần lớn sẽ không có điều trị. Vậy thì đối với một cái trường hợp viêm phổi do CMV trên một hệ miễn dịch bình thường thì có nhất thiết phải điều trị hay không? Thì đây là một cái bài báo về cái việc mà sử dụng ga Sinlovir trên một cái bệnh nhân bị viêm phổi nặng do CMV
và đây là cái bệnh nhân, và bệnh nhân này trên một cái cơ địa đó là hệ miễn dịch hoàn toàn bình thường, thì người ta thấy rõ ràng cái việc điều trị thuốc kháng siêu vi đặc hiệu nó sẽ mang lại lợi ích ngay cả khi bệnh nhân này là những bệnh nhân có hệ miễn dịch bình thường. Một cái nghiên cứu khác của Maria và các cái cộng sự cũng nói về việc điều có nên xem xét điều trị Gacinovir trên những cái bệnh nhân bị viêm phổi do CMV với cái hệ miễn dịch bình thường hay không, thì người ta thấy rằng nếu như những cái tình trạng nhiễm CMV nặng thì cái khả năng tử vong rất là cao, và trong đó thì việc sử dụng Gacinovir được chứng minh là có hiệu quả cải thiện 80% các cái diễn tiến lâm sàng, diễn tiến nặng của bệnh nhân. Một cái bài báo cáo khác về cái tác động của tác dụng của Gacinovir trên cái việc điều trị viêm phổi do CMV trên những cái bệnh nhân mà có hệ miễn dịch bình thường của tác giả Đăng Thị Thanh Mai thì cũng báo cáo đó là việc sử dụng Gacinovir thứ nhất là nó rất là hiệu quả trong việc điều trị những cái ca viêm phổi nặng do CMV và vẫn chưa ghi nhận những cái tác dụng phụ hay là những cái tác dụng phụ không mong muốn cho việc điều trị Gacinovir. Thì đây là liều điều trị của Gacinovir và Gacinovir em lấy từ Optudet, mọi người tham khảo. Em xin qua tiếp phần OBV. Thì phần tiếp theo em xin trình bày về viêm phổi do OBV ạ. Thì phần trình bày của em cũng gồm 4 phần. Thứ nhất là mình sẽ phải tìm hiểu tại sao mình lại cần phải biết viêm phổi do OBV. Thứ hai, viêm phổi OBV thì cái bệnh cảnh lâm sàng như thế nào, việc điều trị diễn tiến như thế nào và cái tiên lượng của những cái bé bị viêm phổi do OBV là làm sao. Thì đối với những cái ca trường hợp mà viêm phổi OBV thực chất thì chưa có một cái guideline chính thức trong việc điều trị viêm phổi OBV. Chủ yếu vẫn là những cái báo cáo về case report. Các cái case lâm sàng thì chủ yếu tập trung vào người lớn, với lại là có những cái báo cáo về viêm phổi OBV trên những cái trẻ em HIV. Còn những trẻ em mà viêm phổi do OBV trên một cái hệ miễn dịch hoàn toàn bình thường thì vẫn chưa có nhiều cái báo cáo. Thì để minh họa viêm phổi do OBV mình sẽ tiếp cận và chẩn đoán như thế nào thì em cũng sẽ minh họa một cái ca lâm sàng. Thì đây là một cái ca lâm sàng, đây là một bé nam 11 tuổi nhập viện với triệu chứng sốt và ho, với một cái bệnh cảnh là sốt 3 tuần, ho khan. Bệnh nhân khám thì có siêu hô hấp, phổi có ran, và bệnh nhân cũng có một cái điểm đặc biệt đó là bệnh nhân có viêm họng, hạch cổ và lách to. Thì cái vấn đề bệnh nhân này sẽ có hai vấn đề, thứ nhất là hội chứng nhiễm trùng hô hấp dưới và thứ hai là hội chứng tăng đơn nhân nhiễm trùng. Thì em vẫn tiếp tục theo cái hội chứng tăng đơn nhân nhiễm trùng như hồi nãy em có đề cập bên bài CMV. Thì bệnh nhân này có sốt, có viêm họng, có lách to. Thì mình tiếp cận thì mình vẫn đi theo cái lưu đồ tiếp cận này. Thì bệnh nhân được chẩn đoán là OBV. Thì hình ảnh học X-quang của bé là có tổn thương lan tỏa dạng mô kẽ, có hạch rốn phổi, CT là có tổn thương dạng mô kẽ. Đây là xét nghiệm định lượng OBV của bé là có VCA, OBNA, OA. Thì em sẽ giải thích cái kết quả này. Thứ nhất đó là cái VCA có nghĩa đó là cái kháng nguyên vỏ của virus. Cái kháng nguyên này sẽ bao gồm hai cái, đó là IgM và IgG. IgM nó sẽ xuất hiện ở trong cái giai đoạn cấp và thường nó sẽ biến mất sau 4 đến 6 tuần. Và sau những cái lần sau, những cái đợt, mỗi lần có những cái đợt tái hoạt hoặc là những cái đợt nhiễm mới thì IgM nó sẽ tăng trở lại. Cái thứ hai đó là VCA IgG. VCA IgG nó chỉ xuất hiện từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 6 kể từ khi bắt đầu khởi phát triệu chứng. Và nó cũng sẽ tăng cao trong cái đợt cấp, nhưng mà khi mà qua cái đợt cấp thì nó sẽ về với một cái giá, nó sẽ có giảm nhưng mà nó không bao giờ biến mất và nó sẽ tồn tại đến cả đời. Và cứ mỗi lần có những cái đợt cấp như vậy thì cái nồng độ IgG nó sẽ tăng cao. Mình sẽ xét nghiệm phân biệt cái đợt cấp bằng cách là mình xét nghiệm dựa vào hiệu giá kháng thể. Một cái kháng nguyên nữa cũng rất là quan trọng, đó là OBNA, người ta gọi nó là kháng nguyên nhân của OBV. Cái kháng nguyên này là một cái kháng nguyên đặc biệt. Cái kháng nguyên này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cái lần nhiễm đầu tiên của OBV. Nó chỉ xuất hiện sau khi nhiễm cấp lần đầu tiên của OBV sau 1 đến 2 tháng. Vì vậy mình dựa vào cái OBNA này, mình có thể biết được bệnh nhân này là một cái bệnh nhân nhiễm lần đầu OBV hay là bệnh nhân này một bệnh nhân tái nhiễm. Rồi bây giờ em xin giải thích lại cái kết quả hồi nãy. Thứ nhất là bệnh nhân này, thứ nhất là VCA. Thì VCA như em nói có IgM và IgG. IgM dương tính biểu hiện đây là một cái đợt bệnh cấp. Còn OBNA thì nó sẽ liên quan đến OBNA cho nó phải không xuất hiện trong cái đợt nhiễm OBV lần đầu tiên. Thì OBNA trên bệnh nhân này là bình thường là âm tính. Thì em biện luận có sự xuất hiện của VCA thì bệnh nhân đang ở trong giai đoạn cấp. Thì bệnh nhân có thể là nhiễm lần đầu hoặc là bệnh nhân do tái hoạt.
Thì lúc này mình sẽ dựa vô OBNA. Thì OBNA trong giới hạn bình thường thì mình suy ra đây là một bệnh nhân bị nhiễm OBV lần đầu. Thì bệnh nhân này là một bệnh nhân sẽ nhiễm OBV lần đầu trong giai đoạn cấp. Một cái vấn đề nữa là trên ca lâm sàng này bệnh nhân có chụp một cái CT scan. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao bệnh nhân này lại phải chụp một cái CT scan? Thì cái hình ảnh X quang của bệnh nhân đó là một hình ảnh tổn thương phổi dạng mô kẽ. Thì mình sẽ tiếp cận theo kiểu tổn thương phổi dạng mô kẽ. Thì đây là một cái tập đây là một cái bài báo do Tristin và các cộng sự đăng về cái hướng tiếp cận của một cái viêm phổi mô kẽ ở trẻ em. Thì ở đây theo các cái khuyến cáo thì đối với một cái bệnh nhân mà có tổn thương phổi mô kẽ thì mình sẽ nên làm thêm một số các cái xét nghiệm khác để tầm soát những nguyên nhân khác trước khi chẩn đoán đây là bệnh tổn thương phổi mô kẽ. Có nghĩa là một cái hình ảnh X quang mình sẽ thấy đây là một cái tổn thương dạng mô kẽ. Nhưng mà cái tổn thương dạng mô kẽ này có thể xuất hiện gặp ở trong rất là nhiều các cái bệnh khác nhau. Có thể là bao gồm đây là bệnh lý phổi mô kẽ thật sự hoặc là một số các cái bệnh lý khác có khả năng gây ra tổn thương phổi và nó gây ra hình ảnh mô kẽ. Vì vậy trước khi muốn chẩn đoán đây là bệnh lý phổi mô kẽ thật sự thì mình sẽ làm thêm một số xét nghiệm để loại trừ những cái nguyên nhân khác. Thì những cái xét nghiệm sẽ bao gồm thứ nhất là nội soi phế quản, CT scan, sinh thiết phổi và xét nghiệm di truyền. Thì sau khi làm CT scan xong thì cái bước tiếp theo mình sẽ làm những cái gì tiếp theo? Thì ở đây có một cái protocol của châu Âu của châu Âu đề ra. Thì khi mà mình chụp một cái CT scan, mình confirm lại coi liệu đây có phải là tổn thương phổi mô kẽ hay không. Nếu nó là tổn thương phổi mô kẽ và nó có một số các cái đặc điểm mà gợi ý đây là một cái bệnh lý nào đó của bệnh phổi mô kẽ thì mình sẽ điều trị đặc hiệu. Nhưng mà phần lớn chúng ta sẽ là cái nhóm này. Đó là cái nhóm mà có hình ảnh tổn thương phổi mô kẽ nhưng chúng ta sẽ không biết nó là bệnh gì. Thì chúng ta sẽ làm thêm một số các xét nghiệm chuyên sâu, ví dụ như có công thức máu, có nội soi phế quản, lấy dịch ban với lại là sinh thiết phổi nếu cần thiết. Thì đây là một cái bài tiếp cận viêm phổi bệnh phổi mô kẽ ở trẻ em. Thì bệnh phổi mô kẽ ở trẻ em thì triệu chứng của bệnh phổi mô kẽ ở trẻ em bao gồm triệu chứng đó là những cái triệu chứng về mặt hô hấp và có rất là nhiều những cái bệnh có thể gây ra những cái biến đổi phổi, gây ra những cái tổn thương phổi lan tỏa ở trên hình ảnh học, ví dụ như là bệnh sơ nang, ví dụ như là suy giảm miễn dịch, bệnh tim bẩm sinh, bệnh viêm phổi. Hoặc là những cái bệnh lý hít sạch tái đi tái lại nhiều lần. Nên trước khi mình được chẩn đoán bé này là một cái bị bệnh phổi mô kẽ hay với một cái thuật ngữ đó là dry syndrome thì mình phải loại trừ những cái nguyên nhân trên trước. Sau khi loại trừ những nguyên nhân trên và một đứa bé nó thỏa 3 trong 4 những tiêu chuẩn sau đây bao gồm tiêu chuẩn về triệu chứng cơ năng hô hấp, triệu chứng thực thể hô hấp, giảm oxy máu và tổn thương phổi lan tỏa trên X quang thì mình mới được phép gọi đây là dry syndrome. Thì cái bước đầu tiếp cận bệnh nhân thì mình sẽ làm một số các cái xét nghiệm để loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng, sơ nang, suy giảm miễn dịch, viêm phổi hít sạch, viêm phổi do hít với lại là bệnh tim bẩm sinh. Thì bé này là sau khi được chụp CT xong thì có hình ảnh tổn thương phổi dạng mô kẽ, bé này được tiếp tục làm nội soi phế quản lấy dịch ban. Thì lấy dịch ban bé này làm hai vấn đề, thứ nhất là về vi sinh và thứ hai làm tế bào. Thì vi sinh, những cái nuôi cấy thì không có phát hiện gì bất thường. Đây là cái cách mà mình sẽ lấy dịch ban thì mọi người về đọc tham khảo. Tầm soát các cái bi lăng về mặt miễn dịch thì bi lăng miễn dịch âm tính, định lượng kháng thể thì trong giới hạn bình thường, HIV cũng bình thường. Cuối cùng thì bệnh nhân này chỉ được chẩn đoán đơn thuần là viêm phổi mà không có rõ nguyên nhân. Thì bệnh nhân này chủ yếu là điều trị triệu chứng. Thì sau 7 ngày điều trị thì bệnh nhân siêu hô hấp diễn tiến ngày càng tăng, cần phải thở oxy, X quang tổn thương thâm nhiễm lan tỏa tăng dần. Thì bệnh nhân này cuối cùng là phải đi sinh thiết phổi để tìm nguyên nhân. Thì khi sinh thiết phổi thì bệnh nhân này có cái đặc điểm mô học như thế này, đó là tổn thương phổi mô kẽ thâm nhiễm lympho và trương bào. Thứ hai là bệnh nhân có tế bào đơn nhân lớn với nhân rõ kèm tế bào Restenberg phù hợp với nhiễm OBV. Và đồng thời thì PCR OBV dương tính. Thì đây là hình ảnh của tế bào Restenberg. Tế bào Restenberg bản chất của nó là những cái tế bào B với đặc điểm đây là những cái tế bào khổng lồ nhiều nhân và nhân hoặc là nhân nhiều thì bắt màu axit. Nhưng nó khác tế bào B ở chỗ nếu như mà mình làm những cái xét nghiệm dấu ấn miễn dịch thì thường những cái tế bào B bình thường sẽ có biểu hiện đó là CD20. Tuy nhiên những tế bào Restenberg thì lại biểu hiện CD30, CD15 lại không và không có CD20 nằm ở trên những cái tế bào này. Cuối cùng thì bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi tăng sinh lympho LIP. Do OBV, bệnh nhân được điều trị là methylprednisolone liều cao, sau đó thì chuyển sang prednisone uống, tổng thời gian điều trị là 1 tháng, với kèm theo đó là bệnh nhân được điều trị bằng acyclovir trong khoảng 10 ngày. Thì kết quả là sau 3 ngày điều trị với methylprednisolone với lại là acyclovir thì bệnh nhân hết sốt, cải thiện chức năng hô hấp.
Sau 10 ngày thì bệnh nhân được xuất viện, bệnh nhân vẫn được tái khám mỗi 6 tháng và bệnh nhân này được theo dõi suốt 6 năm và không để lại một cái di chứng nào hết. Vậy thì LIB là bệnh gì? LIB đó là lymphocytic interstitial pneumonia. Đây là một bệnh lý viêm phổi tăng sinh lympho. Thì trong cái nhóm bệnh lý LID, đó là bệnh lý viêm phổi mô kẽ, thì có một cái nhóm, thì sau khi mình tiếp cận đó, mình sẽ có thể hỏi những yếu tố tiếp xúc của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể tiếp xúc với những cái hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ hay có tiền căn hút thuốc hay không. Nếu như mình tiếp xúc những cái nguyên nhân tiếp xúc này mà mình loại trừ được thì mình sẽ tiếp xúc theo cái sơ đồ thứ hai, đó là nguyên nhân không rõ. Thì trong nhóm nguyên nhân không rõ sẽ có một cái nhóm bệnh là idiopathic interstitial pneumonia. Thì trong cái nhóm IIP này thì người ta lại phân ra là có sơ hóa phổi hay không sơ hóa phổi. Thì cái nhóm không sơ hóa phổi thì sẽ bao gồm hai bệnh, đó là LIP và IIP. Thì LIP là cái bệnh mà mình đang đề cập, hiện tại chúng ta đang đề cập. Thì đây là hình ảnh mô học của LIP. Đây là một cái hình ảnh của sinh thiết phổi, đó là hình ảnh thâm nhiễm lympho ở ngay cái phế nang cũng như là các cái khoảng mô kẽ. Cơ chế bệnh sinh của cơ chế sinh bệnh học với vai trò của OBV. Thì tại sao lại có cái bệnh lý LIP? Thì người ta thấy rằng LIP thật ra nó là một cái đáp ứng miễn dịch bất thường từ một cái kháng nguyên từ trong máu. Thì kháng nguyên này có thể xuất phát từ một cái dấu hiệu nhiễm trùng, thì thường có thể thường gặp đó là do OBV hoặc HIV, hoặc cũng có thể đó là do một số protein của các cái tế bào ung thư, nên đây cũng có thể là một dấu hiệu tiền ung. Về OBV với LIP có mối liên hệ hay không? Thì theo hai cái bài nghiên cứu mà em có đặt để trên slide thì cái vai trò chưa được xác định rõ. Trên bệnh nhân HIV thì người ta ghi nhận là có sự hiện diện của OBV trên những cái bệnh nhân mà bị LIP. Tuy nhiên ở những cái bệnh nhân không bị HIV thì vai trò của OBV gây ra cái LIP thì vẫn chưa rõ. Về việc điều trị, vấn đề điều trị thì vấn đề điều trị một cái viêm phổi do OBV thì sẽ có hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là điều trị về LIP, thứ hai là điều trị về OBV. Nếu điều trị về LIP thì mình sẽ điều trị bằng corticoid. Thì người ta thấy rằng việc điều trị bằng corticoid thì nó có cái tỷ lệ hồi phục đáp ứng cao. Thì người ta đánh giá cái khả năng đáp ứng điều trị thông qua những cái test gắng sức hoặc là đánh giá về mặt lâm sàng. Và cái phương pháp sử dụng corticoid thì người ta có 3 cái phương pháp. Thứ nhất là corticoid chích, thứ hai là corticoid đường uống hoặc là corticoid đường hít. Vấn đề OBV là câu hỏi đặt ra là mình có cần thiết phải điều trị acinlovir là thuốc kháng siêu vi đặc hiệu cho OBV hay không? Thì tất cả các cái bài báo nghiên cứu vẫn còn rất là tranh cãi giữa các cái việc mà có điều trị hay không điều trị OBV. Vì không có một cái bài báo nào nói về việc điều trị acinlovir trên một cái trẻ mà bị viêm phổi do OBV, nên em sẽ lấy một cái case report của người lớn. Thì theo hoặc là của UpToDate thì theo những cái báo cáo ở đây thì người ta thấy rằng cái việc điều trị, người ta không có khuyến cáo là sử dụng acinlovir trong việc điều trị OBV, tại vì người ta thấy rằng phần lớn là bệnh nhân có khả năng tự phục hồi ngay cả khi không sử dụng acinlovir. Về tiên lượng thì em chỉ thấy được tiên lượng thông qua hai cái bài báo. Một cái bài báo là miêu tả về cái bệnh viêm phổi mô kẽ do cái OBV ở hai trẻ nhũ nhi, thì thường sau một cái liệu trình điều trị thì thường là bệnh nhân hồi phục hoàn toàn về mặt hô hấp cũng như là hình ảnh học. Và một cái ca lâm sàng hồi nãy em vừa trình bày là bệnh nhân được theo dõi suốt 6 năm thì gần như là bệnh nhân không có biến chứng. Còn trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy cô và các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ Việt. Em thấy là bác sĩ Việt làm rất là công phu ha, rất là nhiều bài báo. Thì không biết là các anh chị và các bạn cùng với thầy Tuấn thì có câu hỏi hoặc là đóng góp gì cho bác sĩ Việt hay không ạ? Dạ thì mọi người có nghe em nói không ạ? Có nghe Hương ơi, có nghe. Dạ.
Thì em có ý kiến thì khi mà việc làm cái bài mà ở BV, CMV mà đặc biệt là trên tổn thương phổi á, thì thật sự ra mà nói thì mình thường gặp trên lâm sàng những cái trường hợp ở BV với CMV như bạn thường sẽ không có tổn thương phổi đơn độc mà sẽ thường trong một cái bệnh cảnh toàn thân. Và đặc biệt là sau khi mà mình gặp được nhiều bệnh ở BV, CMV trên lâm sàng thì mình thấy được một cái vấn đề nổi trội mà em nghĩ là một cái bệnh cảnh lâm sàng mình phải chú ý. Thứ nhất đó là OBV ít có bệnh lý mà nó nhiễm trùng sơ sinh, trong khi mà CMV là nó nằm trong cái nhóm tò số là nó nằm trong cái nhóm mình phải tầm soát một trẻ nó có nhiễm CMV ẩn sinh. Cho nên là khi bệnh nhân đến với mình trong CMV thường cái tổn thương phổi thì nó sẽ thường không nhiều, mà nó thường bệnh cảnh trong bệnh cảnh nhiều là nó sẽ bệnh bẩm sinh, ví dụ như là gan to, người bệnh nhân sẽ giảm tiểu cầu, hoặc là sẽ có là những da gọi là biliary muffin, tức là sự những cái đốt, những cái nốt mà hơi tím tím vân vân, thì những cái dấu hiệu đó mà đồng thời sẽ vô với mình khi mà qua thử sơ sinh thì sẽ nhập với mình, thì lúc đó là có sẽ có kèm theo viêm phổi nhưng mà sẽ có bệnh lý toàn thân kèm theo, cũng giống như là OBV đó. OBV trong giai đoạn mình sẽ cấp tính và mãn tính, giống như cấp tính là đợt nhiễm đầu tiên, còn nếu mãn tính là những cái đợt mà nó sẽ tái phát trở lại, thì cấp tính cũng sẽ nằm trong một cái bệnh cảnh toàn thân nhưng mà sẽ là trong bệnh lý tăng đơn viêm nhiễm khuẩn. Cho nên là bệnh cảnh lâm sàng nhiều khi nó sẽ không rầm rộ như là CMV, mà tại vì cái tăng nhiễm khuẩn rất ít khi biến chứng ở trên phổi hoặc là biến chứng lắc to, bệnh nhân vỡ lắc và giảm tiểu cầu, cho nên cái bệnh cảnh lâm sàng của hai bên nó sẽ khác. Một cái hướng của CMV nó thiên về cái tổn thương trên gan, trên tiểu cầu vân vân nhiều hơn, nhưng mình cũng phải nên để ý cái bệnh cảnh lâm sàng, để ý trên lâm sàng nếu mình gặp những cái ca mình thấy là gan lắc to rồi men gan cao và giảm tiểu cầu thì trong đầu mình phải luôn đi tầm soát cái CMV với OBV. Hoặc là một bệnh nhân vô với mình với bệnh cảnh là viêm phổi mô kẽ mà có tăng liên phô và tăng cái mono đơn nguyên khuẩn hạch to mà nó kín đáo á, thì mình cũng phải tầm soát trong cái bộ vi lăng của viêm phổi mô kẽ của trong khoa cũng có OBV, CMV để mình tầm soát. Thì sắp tới em trình cái ca lâm sàng để mình nhìn thấy là những cái ca này nó vô là nó cái ga OBV thì nó cũng khó tiếp cận, và cũng hy vọng sắp tới cái ca như vậy thì mình từ những ca như vậy mình sẽ rút ra những kinh nghiệm, và mình sẽ em cũng chia sẻ với mọi người để có gì những ai có kinh nghiệm về điều trị OBV, CMV cũng xin ý kiến thêm. Thì em xin hết ý kiến của em hết ạ. Không biết có bạn nào có ý kiến gì hay không? Thì có bác sĩ Thu giơ tay. Dạ, em chào sếp các anh chị. Cảm ơn bác sĩ Việt đã trình bày cái bài, nhưng mà em có một số câu hỏi muốn hỏi. Tại vì hồi nãy bác sĩ Việt có trình bày cái ý thứ nhất đó là về cái tổn thương phổi trong CMV á, thì bác sĩ Việt có đề cập đến là triệu chứng hô hấp mới kèm theo tổn thương phổi. Thì em chưa có hiểu rõ cái tổn thương phổi của CMV và OBV là khác nhau về cái gì, ví dụ như là mô kẽ hay là về của tổn thương là phế nang hay là của dịch màng phổi chẳng hạn. Ý em muốn là em muốn nhờ bác sĩ Việt trình bày kỹ thêm về cái chỗ mà tổn thương phổi. Cái thứ hai á, là về chẩn đoán mà CMV dựa trên dịch ban á, thì nếu mà mình chẩn đoán mà nhiễm CMV có tổn thương hô hấp á, thì mình có cần cấp nhất thiết là phải làm xe định lượng nếu là DNA CMV máu kèm theo dịch ban cùng lúc hay không, và cái tiêu chuẩn nếu mà trên dịch ban thì cái tải lượng virus trên dịch ban bao nhiêu thì sẽ là tin tưởng được để mình chẩn đoán. Thứ ba là những cái triệu chứng kèm theo thì hồi nãy chị Hương cũng có nói rồi, và về CMV thì sẽ có gan rất to, nhưng mà còn của OBV thì nó sẽ triệu chứng nó sẽ không có rầm rộ bằng cái thằng CMV, nhưng mà em không biết là bác sĩ Việt có đúng quá nên nhầm không, tại vì cái hội chứng tăng đơn nhân nhiễm khuẩn là sẽ thường là sẽ là tăng mono máu và gặp xem trong OBV chứ không phải là gặp trong CMV ạ. À. Còn chủ yếu là CMV thì tăng cái dòng lympho thì nó là nó không phải là tăng, nó không được gọi là tăng đơn nhân nhiễm khuẩn ạ. À. Rồi em chỉ có những câu hỏi như vậy thôi ạ. À. Em xin trả lời cái câu hỏi của chị. Thì cái
cái tổn thương phổi mới ở đây á, thì thật ra một cái viêm cái tổn thương phổi mới có nghĩa là một cái tiêu chuẩn chẩn đoán của một cái viêm phổi mà do CMV á, là thứ nhất là có triệu chứng hô hấp và thứ hai là có bằng chứng của CMV nằm ở trên cái phổi, có nghĩa là mình có thể thấy lấy được cái mẫu bệnh phẩm từ phổi và mình xét nghiệm ra được có CMV hoặc là những cái mẫu bệnh phẩm mô học. Thì cái tổn thương phổi ở đây thì cái hình ảnh X-quang của một cái viêm phổi do CMV thì nó cũng như một cái viêm phổi không điển hình, đó là một cái tổn thương lan tỏa mà phần lớn thì theo các cái nghiên cứu người ta nói đó là những cái tổn thương dạng mô kẻ thôi, nó không có một cái hình ảnh đặc hiệu nào mà để mình nhìn vô mình nói đây là viêm phổi do CMV hết. Cái thứ hai nữa mà chị hỏi đó là mình làm PCR, mình làm dịch ban hay mình làm máu hay làm cả hai, thì theo các cái nghiên cứu người ta khuyến cáo là chỉ làm PCR dịch ban mà thôi, cái PCR máu không có giá trị trong việc chẩn đoán viêm phổi do CMV. Còn cái ngưỡng bao nhiêu thì em cũng có trình bày rồi, thì cái ngưỡng ở đây á, người ta sẽ lấy một cái ngưỡng là ngưỡng 500, nhưng mà cái ngưỡng 500 ở đây nó chỉ có giá trị tiên đoán âm chứ không có giá trị tiên đoán dương, có nghĩa là nếu như một cái PCR mà mình trả kết quả về mà cái ngưỡng của chẩn đoán á, mà là âm tính hoặc là dưới 500 thì thường gần như mình có thể loại trừ được cái viêm phổi do CMV. Còn cái ngưỡng dương thì đến bây giờ vẫn chưa có một cái ngưỡng bao nhiêu mình biết nó là dương hay không, vì vậy mình sẽ phải có sự kết hợp giữa lâm sàng, có nghĩa là lâm sàng một bệnh nhân có triệu chứng hô hấp, có hình ảnh tổn thương phổi dạng mô kẻ và kèm theo đó là có PCR dương tính hoặc là kèm theo một số các xét nghiệm về mặt mô học thì mình sẽ ủng hộ đây là chẩn đoán viêm phổi do CMV. Còn cái hội chứng tăng đơn nhân nhiễm trùng á, thì thật ra đó là OBV mới là hội chứng tăng đơn nhân nhiễm trùng, còn CMV á, thì cái hội chứng đó người ta gọi là hội chứng giống tăng đơn nhân nhiễm trùng thôi chị, nó cái tên của nó là mononucleosis like syndrome. Dạ, em xin hết ạ. Cảm ơn bác sĩ Thu và bác sĩ Việt. Dạ, em xin ý kiến của sếp ạ. Không biết các bạn còn câu hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta sẽ qua cái phần 2 của buổi sinh hoạt hôm nay ha, là ca lâm sàng. Bác sĩ Hương sẽ trình để minh họa về viêm phổi do OBV. Mời bạn Huyền. Bạn Huyền có câu hỏi gì hả? Dạ, dạ em là bạn bạn Huyền trong lớp 18 tháng. Cái lúc mà nghe thì em có thắc mắc một chỗ anh chị là nếu mà trường hợp mà viêm phổi nặng mà do EBV thì mình có điều trị cái do CMV thì mình có điều trị cái canxi clovi, còn trường hợp mà viêm phổi nhẹ mà tình cờ phát hiện nó có nhiễm cả con đó, con CMV thì mình có điều trị cái thuốc kháng virus đó không ạ? Dạ em cảm ơn anh chị ạ. À, dạ mấy cái nghiên cứu chứng minh nếu như mình chẩn đoán nó là viêm phổi do CMV mà là viêm phổi nặng á, thì việc điều trị bằng đặc hiệu bằng canxi clovi thì nó có cái tác dụng là nó có vai trò trong việc cải thiện cái diễn tiến hô hấp của bệnh nhân, nhưng mà những cái nghiên cứu đó chủ yếu được đặt ra trên những cái ca mà viêm phổi nặng mà được chẩn đoán do CMV thôi. Còn viêm phổi mà không có nặng có nghĩa là viêm phổi đơn thuần, nếu như một bệnh nhân chỉ là thở nhanh mà không có những cái dấu hiệu thở co kéo hay dấu hiệu siêu hấp nặng á, thì vẫn chưa có cái nghiên cứu nào mà nói là có nên điều trị hay không. Em xin hết. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn Việt. Thì hồi nãy trong cái chuyên đề của bạn Việt cũng có nói khá là rõ về những cái chỉ định mà mình sử dụng để điều trị viêm phổi CMV. Tức là nếu mà trên những cái cơ địa suy giảm miễn dịch á, đặc biệt là nhiễm HIV hoặc là ghép tạng á, sau ghép tạng á, thì cái chỉ định nó sẽ rất là rõ ràng. Nhưng mà đối với những cái trẻ mà cơ địa nó bình thường thì phải có cái thứ nhất là chúng ta phải là em bé đó phải là viêm phổi nặng, và cái thứ hai là phải có bằng chứng là em bé này viêm phổi do CMV thì mình mới có cân nhắc đến điều trị, chứ thật ra nó không có một cái guideline rõ ràng về điều trị CMV ha, đối với những ca viêm phổi CMV trên cơ địa bình thường đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần trình bày của bác sĩ Hương nha các bạn. Thì máy bác sĩ Hương có hơi trục trặc chút xíu cho nên cái về trình chiếu slide á thì tôi sẽ trình chiếu giùm bác sĩ Hương, hay bác sĩ Hương trình bày thôi là được ha. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, em xin chào sếp và các anh chị và các bạn đang nghe chuyên đề về nhiễm HPV với CMV. Thì tại sao hôm nay em lại chỉnh ca lâm sàng viêm phổi mũ kẽ với HPV? Bởi vì khi mà khoa OH mình tiếp cận như vậy gần đây thì sẽ có rất là nhiều những trường hợp viêm phổi mũ kẽ nhập viện. Và sau đó trong bộ vi lăng chúng mình làm là có xét nghiệm HPV với CMV. Và khi mà mình làm ra thì mình sẽ khẳng định là dựa vào đâu để mình biết được đây là một bệnh nhân có tổn thương phổi với HPV và cái chỉ định điều trị như thế nào, nó có thay đổi điều trị của mình hay không và cái hướng tiếp cận mình như thế nào thì nó cũng còn rất là mới. Và đồng thời là trên lâm sàng cũng gặp khá nhiều cái CMV. Hôm nay không trình bởi vì CMV thì ở trên lâm sàng gặp rất là nhiều, tuy nhiên mình lại gặp vô bệnh cảnh là CMV bẩm sinh, tức là gan rất to, giảm tiểu cầu và có tổn thương phổi. Tuy nhiên cái phổi trong CMV thì không quá mức nặng và cái mức độ điều trị là sẽ dựa giống như việc nói, nếu mà không có suy giảm miễn dịch đó, thì mình sẽ cân nhắc có thể là uống. Nếu mà không có bệnh cảnh lâm sàng mà vô mà siêu hấp, nếu mà vô nhiễm trùng huyết nặng hoặc là có suy giảm miễn dịch thì bắt buộc phải điều trị cái canxi lô vi truyền tĩnh mạch. Thì bây giờ em sẽ tập trung vào trình những cái ca lâm sàng về HPV. Thì ca lâm sàng đầu tiên của em, đây là một bé nữ 5 tuổi nhập viện vì ho kéo dài và thở nhanh. Bé này là ở nhà bệnh 15 ngày, ho đàm trắng trong, không sốt, không ói, cũng không tiêu chảy, không khò khè. Bé được mẹ cho uống Augmentin tại nhà nhưng không bớt nên đã nhập như đồng một. Tiền căn đây là bé đầu tiên sinh mổ, sinh đủ tháng, cân nặng lúc sinh là 3,2 kg. Bé này đã nhập viện 2 lần nhưng mà không nhập như đồng một mà nhập như đồng 2 lúc 3-4 tuổi. Và mỗi lần như vậy là bé nhập, bé chỉ điều trị kháng sinh từ 7 đến 10 ngày xuất viện. Tuy nhiên cách nhập viện đợt này là của như đồng 1 thì nhập vào tháng 4 năm 2021. Thì vào tháng 11 năm 2020, lúc này là bé được 4 tuổi rưỡi đó, là bé một đợt rất nặng, đập nhập nhi đồng 2. Lúc này bé điều trị 2 tháng và được chẩn đoán tại nhi đồng 2, lúc này là mượn hồ sơ cũ để mình coi lại, mình liên lạc với bên kia để mình xem trong quá trình đó điều trị những gì. Bởi vì lúc đó bé được chẩn đoán khi xuất viện là viêm phổi tái phát, tăng eosinophil, nhiễm EBV mạng, lao phổi, đã điều trị kháng lao 6 tháng. Tức là khi bé vô đến mình là bé đã hoàn tất cái quá trình điều trị lao 6 tháng, thì khoảng vừa ngưng thuốc kháng lao thì khoảng một tháng sau là bé bắt đầu có triệu chứng hô hấp và nhập lại mình. Thì khi nạp ở bên nhi đồng 2 CT scan ngực thì ghi nhận là chỉ có viêm đông đặc hai phổi và thập kỳ đại rốn phổi. Bé được CT scan bụng kèm theo luôn thì ít dịch ở bụng và cảm thấy có nhiều như cái lúc nhỏ hoại tử trong gan. Trong quá trình nằm viện thì bé này được làm PCR đàm multiplex, là đàm đàm thôi nha, rất nhiều lần. Thì điều ghi nhận là có nhiều cái tác nhân là streptococcus. Lúc mà sau 15 ngày nhập viện thì PCR đầu tiên là ghi nhận là streptococcus với hàm lượng là trên 14.5 và HI là trên 14. Lúc này làm lung vi lăng của EBV với CMV là âm tính. Sau một tháng khi bé nhập bệnh viện nhi đồng 2, lúc này đang điều trị là tiên nam vanco thì bé bắt đầu có dấu hiệu là sốt kéo dài, sếp không hạ được, gan lách hạch bắt đầu to lên. Thì họ làm bên đó họ bắt đầu họ làm nguyên bộ vi lăng của sốt kéo dài, chắc chắn là mình biết là gồm có như là CT scan não hoặc là sẽ chọc dò vân vân. Thì em không đề cập ở đây, tức là những xét nghiệm nó bình thường. Thì khi đó thấy EBV, IgG và IgM rất là tăng, rất là cao. Và định lượng cái EBV của Real Time DNA là 2,06 x 10^6. Thì mình thấy là có dấu hiệu là dư rất là mạnh. Thì lúc này bé được chỉ định nội soi, vì khi CT scan ở lần 2, khi bé nhập bệnh viện lần này thì cũng thấy là viêm đông đặc hai phổi và không cải thiện với điều trị tiên nam với vanco. Thì bé được nội soi thì ghi nhận đường thở là nhiều dịch đàm nhớt. Lúc này gửi PCR multiplex thì ghi nhận trong dịch ban là có EBV là 8,3 x 10^7, có nấm candida 1,4 x 10^7 và HI chỉ 10^3 thôi. Lúc này là gan có hạch to thì được tiến hành là sinh thiết hạch. Thì sinh thiết hạch lúc này thì chỉ ghi nhận là viêm hạch với EBV thôi. Bé này là lấy rất là nhiều lần bi lăng lao, HIV, những khuẩn không điển hình thì đều âm tính. Đồng thời bên nhi đồng 2 họ có làm luôn cái bi lăng IgG, IgM và IgA bình thường, điện di đạm trong giới hạn bình thường, vi lăng tự miễn cũng âm tính, BNK, CNK âm, tức là họ làm rất đầy đủ. Bởi vì trên CT scan ngoài cái vấn đề đông đặc phổi ra thì có hình viêm phổi mô kẽ. Và khi nội soi phế quản thì bên nhi đồng 2 họ mô tả là họ thấy nhiều dịch đàm nhớt và họ nghĩ cái sang thương mô kẽ của bé này là cái sang thương dạng bong chóc vẩy, là mình học là cái nhóm mà decompensative, nhưng mà em không nghĩ cái đó, tại vì họ không sinh thiết, lúc này họ chưa sinh thiết. Họ chỉ điều trị rất nhiều kháng sinh là vanco 21 ngày, tiên nam 28 ngày, levoloxacin 21 ngày, colistin 21 ngày. Đồng thời họ dùng luôn canxi lô vi 28 ngày, tức là khi họ thấy cái EBV, IgM và cái DNA là trên 10^7 và trong cái dịch ban cũng có cái CEB, nên họ tiến hành điều trị canxi lô vi luôn. Thì lúc này trong cái đợt này bệnh nhân dồn cái đợt nhiễm trùng nặng quá.
Thì trong ÖBV cấp tính mình được chỉ định điều trị gan Sylvia nếu mà bệnh nhân vô trong cái đợt mà tăng cân nhân nhiễm khuẩn mà có những cái biến chứng nặng như là trên phổi, trên gan lách thì được quyền điều trị gan Sylvia truyền tĩnh mạch. Và đồng thời bé được điều trị kháng lao, thì trong quá trình mà điều trị kháng lao, các kháng sinh thì bắt đầu bé là cai được oxy, CPAP và hết sốt thì bé sẽ xuất viện. Khi xuất viện thì không siêu hấp nhưng vẫn còn ho đàm và được uống kháng lao tiếp tục. Bé này khi mà ngưng kháng lao được khoảng 1 tháng thì bé bệnh nửa tháng. Sau đó bé nhập viện thì khi mình khám mình nhận thấy tình trạng của em bé này là một em bé có chuyển sang thêm da, SpO2 với khí trời bé là 96%. Bé luôn thở co lõm ngực, thở mức 50 lần một phút, không có tay dùi chống. Trên phổi thì mình thấy là ranh ẩm và ít ranh ngáy. Sang thương da là mình nhìn thấy ở quanh hai mép môi, ở vùng cổ và ở vùng chân hoặc là tai là những cái sang thương mà giống như là nấm, chứ không có giống như là những cái sang thương của bệnh lý tự miễn. Nấm miệng rất là nhiều, hạch cổ to hai bên, kích thước là 1x2cm, mềm và di động, có gan to 2cm, lách thì không to, không thấy vàng da, cũng không xuất huyết. Thời điểm đó khi mình nhận thấy bé này là một cái bé mà đã được chẩn đoán là viêm phổi tái phát, nhiễm ÖBV mãn tính, đồng thời là một em bé có được điều trị thuốc kháng lao, tăng eosinophil nữa. Thành ra là khi đó mình làm lại công thức máu và chụp x-quang phổi và làm một số xét nghiệm cơ bản trước. Thì mình thấy là trong công thức máu bé này thì xét nghiệm bình thường có mono thì tăng nhẹ là 0,61.000 và là 9,6%. Hemoglobin của bé này thì nó dạng là một thiếu máu mạng của những cái bé mà nó viêm nhiễm mãn tính. Chức năng gan thận rồi mình bên mình thì làm thêm C3C4, IgG, IgA, IgM trong giới hạn bình thường, tức là bé được làm cái bộ bi lăng của suy giảm miễn dịch rất nhiều lần, tuy nhiên chỉ làm IgA, IgM và C3C4. Về x quang phổi khi mình chụp lên mình nhìn thấy là đây là một cái tình trạng là tổn thương dạng lưới hạt lan tỏa hai phổi, và ở dưới đáy phổi phải là nhìn thấy cái dạng đông đặc, nó có đông đặc, nó có viêm, và ở bên trái mình có những ổ đông đặc. Tuy nhiên đập với mắt mình lúc này là hai cái phổi là cái dạng mà lưới hạt lan tỏa hai bên. Thì mình đặt ra câu hỏi lúc này cho bệnh nhân của mình là bây giờ là một bệnh nhân vô vẫn còn eosinophil tăng, cái mono nhiễm khuẩn, rồi gan cũng to, hạch vẫn còn, hạch rất to và có những sang thương da và tổn thương phổi mô kẽ hai bên như vậy, thì mình sẽ làm gì tiếp theo anh ca này? Thì lúc đó là mình đã đặt ra vấn đề trên những cái ca này là bây giờ có năm cái vấn đề là một cái viêm phổi mô kẽ, hai phổi dạng kính mờ lưới hạt, sang thương da, hạch to, có tăng mono. Tiền căn là một cái bệnh nhân nhiễm ÖBV mạng, lao phổi, điều trị kháng lao đủ 6 tháng. Vi lăng suy giảm miễn dịch, tự miễn mất máu, làm rất nhiều lần rồi. Làm xét nghiệm cách đây 4 tháng, như lần 2 và thậm chí làm rất nhiều lần. Thì bây giờ nguyên nhân của viêm phổi lần này là gì? Cái mô kẽ này là do nguyên nhân gì? Có phải là ÖBV mạng hoạt động đợt này hay không? Tại sao dùng cái từ nhiễm ÖBV mạng hoạt động? Ở đây người ta dùng từ active, tức là những cái trường hợp bệnh nhân nhiễm ÖBV mạng mà nó tái phát trở lại. Thì mình dùng cái cụm từ là nhiễm ÖBV mạng hoạt động, tức là mình hay đọc y văn mình thấy là viết tắt là CAEBV á. Và bé này cơ địa là gì? Bởi vì mình thấy như đồng hai họ đã làm IgG, IgE, IgM nhiều lần, HIV cũng nhiều lần mà âm tính, mà mình nhìn thấy là bé này vừa nhiễm ÖBV, nhiễm lao, nhiễm nấm, nhiều tác nhân cùng lúc như vậy, thì mình sẽ, nếu mình đứng ở thời điểm này mình có những xét nghiệm cơ bản trong tay, thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Ca này thì chắc chắn ca này là sẽ tiến hành, đầu tiên mình sẽ làm là CT scan được. Cho em qua slide. Em nói sơ lại một cơ chế của nhiễm ÖBV thôi để mình hiểu là trong những trường hợp mà bệnh nhân nhiễm nguyên phát, nhiễm vô đầu tiên thì ÖBV vào nó sẽ tấn công cái lớp biểu mô và đồng thời nó sẽ nằm nghỉ trong lipo B. Cho nên là mình thấy là những bệnh nhân mà ÖBV á, thường là nó sẽ có những cái bệnh cảnh là lymphoma, rồi có thêm bây giờ là nội trội là mình nhìn thấy nhiều nhất đó là hội chứng thực bào, là nó nằm nghỉ trong lipo B. Khi đó là sẽ khi mà có những cái đợt mà persistent infection, tức là khi mà nó nhiễm trùng lại thì nó kích thích những cái con lympho B mà nó nằm chứa ÖBV trong đây, mà nó kéo cái lympho T rồi natural killer hoặc là thực bào. Cho nên chỉ cần những bệnh nhân mà tổn thương bất kỳ một cái cơ chế miễn dịch nào trong đây thì đều bùng lên những cái đợt nhiễm ÖBV, mà mình nhìn thấy rõ nhất là trong thực bào máu mình học thì cái nguyên nhân mà nguyên phát của bệnh nhân là do bất thường những cái bacterin và những cái enzyme, tức là nó không tiêu hóa được cái con ÖBV này, cho nên nó là nó sẽ có nhánh là nguyên nhân về miễn dịch, suy giảm dịch bẩm sinh. Cho nên là khi mình gặp những bệnh nhân mà nhiễm ÖBV mạng và nhiều tác nhân như vậy thì trong đầu mình phải liên kết suy nghĩ lympho B có bình thường không, lympho T có bình thường không, hay natural killer hoặc là cái nhánh mà những cái nhánh mà đại thực bào á, hoặc là bạch cầu trung đa nhân trung tính có bình thường hay không.
thì song song với việc mình xem coi lần này có phải là nhiễm HPV mạng tái phát lại hay không, có làm hoạt động lại hay không, thì mình cũng phải xem cơ địa bệnh nhân là gì để làm những xét nghiệm tiếp theo. Thì mình sẽ thấy là một cái bệnh nhân tăng đơn nhân nhiễm khuẩn như việc nó lại rồi rõ ràng nó có bệnh cảnh nó toàn thân, mà chủ yếu những bệnh nhân mà nó vô với mình nếu mà trong đợt cấp tính thì mình sẽ nhìn thấy là về hô hấp thì chủ yếu là cái dạng tắc nghẽn đường thở, mà tắc nghẽn là do gì, do cái amidan nó to quá, nó có những cái giả mạc, thành ra bệnh nhân sẽ nuốt khó, và đồng thời có những bệnh nhân sẽ vô là những cái đợt viêm phổi, biến chứng là viêm phổi trong những cái đợt cấp tính của nhiễm HPV cấp. Cho nên nếu mà bệnh nhân nhiễm HPV cấp mà có bệnh lý viêm phổi mô kẽ thì mình sẽ điều trị cái kháng virus. Còn nếu như bệnh nhân mà trong cái nhiễm HPV mãn tính thì có vô với mình với bệnh cảnh là viêm phổi mô kẽ hay không, là có. Trong cái nhiễm HPV mãn tính thì sẽ có bệnh cảnh toàn thân, tức là thứ nhất phải thở tiêu chuẩn của những bệnh nhân là phải triệu chứng kéo dài trên 3 tháng. Ngày xưa thì người ta định nghĩa là trên 6 tháng, tuy nhiên gần đây người ta rút ngắn lại là trên 3 tháng triệu chứng của tăng nhiễm khuẩn nó kéo dài. Và dù ý mình là bệnh cảnh là gan lách hạch to và phổi là chủ yếu thường là sẽ là viêm phổi mô kẽ, thì mình sẽ hướng tới làm sao để mình chẩn đoán được cái phổi này có phải là do OBV nó đang tái hoạt động lại gây nên hay không, hay là những tác nhân gì khác cho bệnh nhân nhiễm OBV mạng như vậy, thì mình sẽ làm xét nghiệm gì và tiếp cận như thế nào. Đây chính là đặc tính của nhiễm HPV mãn tính mà mình sẽ phải làm quen, bởi vì mình sẽ gặp rất nhiều những trường hợp là trên lâm sàng. Thì cái nhiễm HPV mãn mà nó cấp tính là CAPV, tức là chronic active EBV infection, tức là nhiễm HPV mãn mà đang trong đợt mà tái phát lại, thì bệnh nhân sẽ gan mạch to. Nhưng mà cái này chủ yếu gặp ở những thanh thiếu niên. Còn nếu trẻ em thường gặp là trong cái nó dùng từ SCAEBV, tức là severe, tức là bệnh cảnh rất là nặng, đó là gan rất to nhiều và đồng thời là sẽ có giảm tiểu cầu hoặc là bệnh nhân sẽ có thêm cái viêm phổi mô kẽ. Thì để chẩn đoán là mình phải dựa vào những cái dấu hiệu như hồi nãy là việc trình bày về những cái kháng thể, thì mình nhìn thấy là trên lâm sàng mình chỉ gửi qua Hòa Hảo mình chỉ làm được cái VCA thôi, tức là mình chỉ làm được cái IgG và IgM của vỏ cái vỏ của cái EBV thôi. Thì để chẩn đoán được thì bắt buộc cái IgG của nó phải dương tính, còn cái IgM thì âm, tức là trường hợp này không cấp tính nữa mà đang là mạn tính, và chỉ cần cái EBV DNA trên 10 mũ 2.5 mà mình làm trong cái PCR trong cái máu mà chỉ cần trên 10 mũ 2.5 là mình đã khẳng định được trường hợp này là nhiễm mạn tính. Và nếu muốn chẩn đoán có nhiễm nội tạng hay không, tức là ví dụ gan to hoặc là có viêm phổi mô kẽ do EBV, thì phải sinh thiết nội soi có PCR của EBV trong dịch soi sẽ làm sinh thiết phổi nhuộm EBV trên mô phổi thì mới khẳng định được ca này là nhiễm EBV nội tạng ở trên phổi. Cho nên mình sẽ xem, sau khi mình có kiến thức cơ bản về những cái vấn đề OBV mạng này thì mình sẽ xem ca này mình tiếp cận mình sẽ làm những gì. Và đây là cái tiêu chuẩn để chẩn đoán nhiễm OBV mạng, nãy em có nói rồi ha, là cái IgG phải dương tính và đồng thời cái IgM của bệnh nhân âm tính, còn cái OBV DNA là phải trên 10 mũ 2.5 và sẽ phát hiện được những cái OBV trên những cái mô mà mình bị ảnh hưởng, như nếu mình chỉ nói gan vàng da hoặc là viêm gan do EBV mạng thì phải sinh thiết gan thấy được EBV, còn nếu viêm phổi mô kẽ do EBV thì phải lấy được mẫu sinh thiết phổi và để nhuộm EBV, thì khi đó mình mới khẳng định được là nhuộm EBV mạng này gây tổn thương trên cái mô mà mình đang nghĩ đến. Thì bé này sau đó là được chỉ định CT scan ngực liền. Thì khi mà CT scan ngực thì mình nhìn thấy rất là nhiều lát cắt, là gần như là có một cái khối đông đặc ở thùy dưới, ở các cái thùy lưng, rồi từ trên xuống luôn, S2, S6, S10 là đặc biệt ở trên phổi phải là có cái khối này, nó là từ lúc bên lần 2 đã có rồi. Thì qua bên mình thì mình xem lại là vẫn còn y nguyên cái khối đông đặc này. Tuy nhiên xung quanh là những ảnh viêm phổi mô kẽ và giãn phế quản. Cái giãn phế quản ở trên gan này thì mình nghĩ nhiều khả năng là nhiễm trùng tái đi tái lại nhiều lần, cho nên nó tạo thành những ảnh giãn phế quản và mô kẽ. Thì bây giờ ca này mình sẽ phải tìm tác nhân là gì và cái EBV phổi đây có hay không, mình sẽ làm gì. Thì lúc đó mình sẽ phải làm tiếp là định lượng kháng thể trong máu, mình sẽ làm EBV DNA như nãy mình đã có tiêu chuẩn chẩn đoán, nội soi và làm PCR EBV dịch van, và đồng thời sinh thiết phổi để tìm sang thương của bệnh nhân và nhiễm EBV vô sinh thiết, thì mình sẽ xem ca này có làm đúng được những cái bước như vậy hay không. Ca này tiếp theo đó mình đã làm cái máu thì IgG của VCA, EBV trả lời về là positive 267, tức là rất là cao. IgM thì âm tính. Đồng thời EBV DNA trong máu là 24.200 copy, tức là đạt tiêu chuẩn. Đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân là nhiễm EBV mạng. Có tăng mono, lần này vô là 9,6%, hạch thì to, gan cũng to.
PCG dương, OPV cao, đây là một điểm OPV mãn tính. Thì bây giờ mình sẽ xem có tổn thương phổi hay không. Thì ca này được chỉ định nội soi. Khi nội soi á, thì ngay tiếp là bác sĩ Hương, bác sĩ Nhật nội soi. Thì khi đó là khi mà soi vô mình đã thấy cái nấm và giả mạc xung quanh màu hồng, quanh nắp thanh môn luôn, chứng tỏ là bé này nó có nhiễm nấm nữa và vẫn còn cái OPV vùng này. Đường thở rất là nhiều dịch tiết, niêm mạc thì viêm mạng, mình đụng vô là cái chảy máu ha. Thì trả lời mình làm chạy vào bệnh trên cái dịch tế bào thì thấy là neutrophil chiếm ưu thế, eosinophil tăng nhẹ thôi 2%. Ban đầu khi tiếp cận ca này mình cũng không biết là ca này có phải là một trường hợp là viêm phổi mô kẽ với eosinophil hay không, tại vì eosinophil máu tăng nhẹ nhẹ thôi. Cho nên khi làm bắt buộc những trường hợp phổi mô kẽ khi nội soi bắt buộc mình phải đếm eosinophil trong dịch nội soi để mình loại trừ cái bệnh lý viêm phổi mô kẽ với eosinophil. Thì eosinophil ca này chỉ có 2% thôi. Và ca này được đem làm PCR multiplex thì trả lời về là OBV là 2.6 x 10 mũ 5. Đồng thời tức là đó là tác nhân chính để gây bệnh rồi. Tuy nhiên mình nhìn thấy nè, còn rất nhiều tác nhân khác thì trên 10 mũ 5 thì là coi là tác nhân chính thì mình thấy là tụ cầu. Streptomyces, Candida đều trên 10 mũ 5 mũ 6. Tức là bé này không những nhiễm OBV mà lại nhiễm nhiều tác nhân trên một cái dịch ban như vậy. À, và ca này em cũng chưa có, em quên nói là bé này khi trong quá trình đó thì cũng đã làm tiếp cho bé luôn là xét nghiệm bên nhánh là làm mình làm cái flow cytometry, có làm luôn cái DHR, cái flow cytometry là mình xem cái này có bị giảm cái lympho B, lympho T tổng hay không và đồng thời có bệnh lý tăng cái lympho hay không, và làm DHR là tại vì đang sợ những cái ca này nó có dấu hiệu của suy giảm chức năng của đại thực bào hoặc là của bạch cầu đa nhân trung tính thì xét nghiệm nó về bình thường. Và song song làm C3, C4 thì cũng làm luôn CH50 để coi nó có bất thường về cái nhóm bổ thể hay không. Thì hầu như tất cả những xét nghiệm về miễn dịch của em bé này đều là bình thường hết. Thì khi đó tiến hành sinh thiết phổi. Thì khi mà sinh thiết phổi thì cũng có đề nghị bên khoa ngoại là sinh thiết hạch cho mình luôn. Bởi vì bé này hạch rất là nhiều. Tuy nhiên là bé này được sinh thiết hạch 3 lần ở bên Nhi Đồng 2 bởi vì họ cũng đang sợ em bé này nhiễm OEV và diễn tiến đến là lymphoma. Tuy nhiên là sinh thiết hạch chỉ dừng lại giai đoạn là một cái viêm hạch mãn tính do OEV thôi. Thì sinh thiết phổi bên mình lại là kết quả ra nói chung là nó không như mình mong muốn, thì đó mình nghĩ là một trường hợp là nhiễm OBV trên cái mô phổi. Tuy nhiên kết quả trả lời về cái khối mình thấy ở cái phía dưới của phổi phải là nang lao với trung tâm phổi nữ, bởi vì trong đầu mình là ca này đã điều trị kháng lao đủ 6 tháng, đồng thời là mình lại làm viêm nang lao rất nhiều lần. Khi nội soi mình cũng làm PCR lao trong cái dịch soi cũng âm tính, tuy nhiên khi mà sinh thiết họ lấy vô được cái ngay cái ổ thì ngay cái đó là hoại tử bào đậu và có những là thực bào lăng xịt hăng và là viêm lao phổi. Tuy nhiên khi mà sinh thiết phổi mình cũng đã lấy một cái mẫu mô phổi để mình đi nhuộm cái OBV mà lai phân tử á, mình nhuộm ra thì kết quả trả lời về ca này là trên OBV cũng có trên mô phổi, tức là bé này trên cái phổi là vừa nhiễm OBV mà là vừa nhiễm lao phổi luôn. Cho nên bé này chắc chắn là có một cơ địa gì đó, mặc dù mình đã làm ra tất cả những cái nhóm về suy giảm dịch đều âm tính. Thì lúc này khi mà đã ra lao phổi thì trong đầu mình sẽ thấy là bé này còn những cái vấn đề là thứ nhất nhiễm OBV mạng đang hoạt động, thứ hai OBV mạng mà nó làm nội tạng luôn là tổn thương kinh hạch trên mô phổi, và lao bé này rất cái vấn điều trị lao là 6 tháng hoàn tần suất bị đang lao âm tính rồi sang thương da cái này dạng nấm, tại vì mình có sinh thiết da thì mình cũng sợ là mình có dạng lymphoma của da, lúc đó là cũng hội chẩn mà, nhưng mà sinh thiết ra là nhiễm nấm và trên cái mô phổi cũng có nhiễm nấm candida. Thì nhiễm cùng tác nhân nhiều như vậy, mặc dù mình làm cái bi lăng suy giảm miễn dịch âm tính mà tuy nhiên vẫn quyết định làm tới cho bé này là giải trình tự gen. Mình sẽ làm cái nhóm West tức là 20.000 gen, tại vì mình làm G4500 bé này âm tính. Tuy nhiên khi mà mình làm cái West thì khi bé chuyển sang bên bệnh viện phẫu thuật điều trị được khoảng 2 tháng thì bé xuất hiện là lao thanh quản, tức là bắt đầu khàn tiếng. Thì bên đó họ điều trị cái đó muốn điều trị thì có chuyển lại bên Nhi Đồng 1 để mong muốn được nội soi để xem có phải là lao của thanh quản hay không. Thì bên mình là bên tai mũi họng không đồng ý soi và cứ tiếp tục cho bé điều trị thuốc kháng lao. Và sau đó khi mà đợt dịch Covid đó, thì bé phục đợt rất là nặng siêu ngóc thì nhập bên Nhi Đồng 2, lúc đó là bé tử vong bên Nhi Đồng 2. Và kết quả trả lời, kết quả West đó, mà mình làm mình trả lời về sau 8 tuần đó, là kết quả là bé này bị suy giảm miễn dịch của cái gen là CARD11. Tức là mình làm rất là nhiều ra âm tính, tuy nhiên mà khi mình giải trình tự gen thì bé này là có cái nhánh là suy giảm miễn dịch dòng lympho T với B luôn, mặc dù là cái nhánh này đặc biệt nó khó và mình nó hiếm, và đồng thời là lympho B và T sẽ trong giới hạn bình thường. Cho nên đây là một cái trường hợp OBV mạng tính mình sẽ gặp vô với mình, và đặt vấn đề là OBV mạng thì ca này có điều trị
cái ganciclovir hoặc là vasilovir, acilovir hay không, mặc dù là có lao phổi nhưng mà cũng còn OBV, chị mình có điều trị hay không? Nếu mà ca này sinh thiết ra không có lao mà thấy là có cái OBV trên cái phổi, vậy thì mình có điều trị hay không? Thì theo guideline, trong những trường hợp tổn thương phổi, OBV mãn tính, những cái thuốc như là entecavir, những thuốc kháng virus acilovir, valacilovir hoàn toàn không hiệu quả. Trên thế giới một số nghiên cứu người ta có thể sử dụng những thuốc chống miễn dịch khác như là corticoid hoặc là cyclosporin hoặc là naget. Tuy nhiên thực người ta thấy là cũng không có hiệu quả luôn. Cái tiên lượng mà cái đem lại cho mình nó không có được cái mong muốn. Đây là một cái trường hợp mà nhiễm OBV mãn tính nhập vào khoa OH. Khi mà lên khoa với mình thì đây là cái hướng tiếp cận mà mình làm, thì cũng ra được là hầu như em thấy là những cái trường hợp mà nhiễm OBV mãn tính hoặc là OBV đều có bệnh nền, cố gắng mình sẽ đi tìm tiếp. Em sẽ trình nhanh qua ca thứ hai nè. Ca thứ hai này là một trường hợp OBV cấp tính. Xin lỗi bác sĩ Hương ơi. Dạ. Alo. Dạ em nghe ạ. Xin lỗi bác sĩ Hương. Tập quán ngơi bác sĩ Hương chuẩn bị rất là công phu. Đó. Thì dạ. Còn một ca hai nữa thì tôi nghĩ là còn có 10 phút à. À dạ. Nữa thì nó e rằng thì sẽ không kịp thời gian. Và bác sĩ Hương nói nhanh quá thì không mình. Mình đang chắc tôi nghĩ là ca thứ hai chắc mình để mình trình một bữa khác đi. Dạ, cái gì em share cho mấy bạn để mấy bạn tham khảo ca này ạ. Thời gian mình thảo luận đúng giờ anh em. Dạ. Xin lỗi bác sĩ Hương. Rất cảm ơn bác sĩ Hương. Là hay. Thế nhưng mà sợ trình luôn cái ca thứ hai thấy cũng còn dài lắm. Đó, thì sợ chắc Dương có đồng ý không? Dạ dạ dạ. Cái gì em sẽ share bài lên cho các bạn tham khảo. Tại cái bước mình tiếp cận cũng giống như vậy. Không, cái đó thì khoan cái đó thì bữa sau mình sẽ trình cái ca đó ha. Nha. Dạ. Rồi, cái bữa sau mình sẽ trình cái ca này ha. Dạ rồi. Dạ. Ra bây giờ thì ý tôi muốn thế này là thật ra thì hôm nay bác sĩ Việt thì một cũng cảm ơn bác sĩ Việt. Chắc lẽ hôm nay ngày 8 tháng 3 bác sĩ Việt xúc quá. Thể hiện với lại các chị các em ra chọn tới hai đề tài, mà đề tài này đã ra một là mình thảo luận một buổi cũng chưa chắc đã là hoàn chỉnh hai đề tài. Cái thứ hai nữa cảm ơn bác sĩ Hồ Thiên Hương đã con cũng rất là nhiệt tình và cho ta bổ ca hay. Thành ra thì giờ tôi nghĩ dần dần là giờ nếu mà mình ấy cũng có hai phần, một là CMV OBV thì chắc ngày hôm nay mình thảo luận trước cái phần CMV đi nha. Thực trước CMV đi, cái phần OBV thì bữa sau mình sẽ dành thời gian mình học đó. Chị Hương bữa sau sẽ trình lại cái ca lâm sàng thứ hai. Cái ca đó là OBV luôn đó. Đó thì bác sĩ Hương thì bữa sau sẽ ca đó là mình thảo luận thêm nha. Còn hôm nay thì chắc lẽ mình tập trung mình thảo luận về cái CMV trước đi, tập trung. Các bạn có đồng ý không ạ? Dạ. Ý bác sĩ Trang sao? Dạ em đồng ý. Dạ. Rồi em bác đại mới kiến rồi, bác sĩ đại nhiệt tình quá, mời đại tướng có ý kiến đại tướng. Dạ không. Dạ cái này em nhấn lộn anh sếp. Dạ. Nhấn lộn. Tại thấy giơ tay. Sao mới nhấn lộn? Rồi tại thấy giơ tay rồi. Rồi. Bây giờ bác sĩ Trang điều khiển cái phần thảo luận đi, có ý kiến gì không? Dạ, thì về CMV thì hồi nãy bác sĩ Việt và các bạn cũng có một số cái bàn luận xung quanh cái tiêu chuẩn chẩn đoán là viêm phổi do CMV. Thì mọi người có một số cái thắc mắc đó, sếp cần phải có cái sự thống nhất lại. Thì theo cái phần chuyên đề á, thì viêm phổi do CMV thì đầu tiên là phải có một cái triệu chứng hô hấp mới kèm với một cái tổn thương mới trên chẩn đoán hình ảnh. Và cái thứ hai đó là cái bằng chứng nhiễm CMV, thì bằng chứng này được lấy từ PCR dịch ban. Và cái ngưỡng kích ốp á, thì thật ra những kích ốp ở trong một số cái bài báo nhưng mà nó không có guideline. Hiện tại vẫn chưa có guideline về cái vấn đề này á. Thì bác sĩ Việt đưa ra cái ngưỡng kích ốp là 500. Dạ, thì em cũng xin thêm ý kiến của sếp về cái vấn đề này.
Các cho tôi cái quyền share bài xíu đi. À. Dạ dạ. Bạn nào thoát ra cho tôi share bài xíu. Các bạn có thấy chưa? Dạ thấy rồi ạ. Thật ra chuyện đầu tiên mình ngày hôm nay, cái chủ đề của mình ngày hôm nay là mình liên quan tới một cái viêm phổi mà do virus EBV hay ECV là cũng là virus cả. Đó là cái điểm chung. Cái điểm chung thứ hai mà chúng ta đều biết rằng cái virus này nó thường á, thì nó lại hay xảy ra trường hợp mà ai cũng có thể nhiễm hai con virus này, mà thường đa phần là không có triệu chứng hoặc không có triệu chứng hoặc chỉ triệu chứng nhẹ thôi. Mà tới mức mà viêm phổi thì là phải đặt ra vấn đề, thường nó xảy ra trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch hoặc là bẩm sinh hoặc mắc phải. Trong mắc phải của mình là người ta dùng mấy thuốc ức chế miễn dịch, đặc biệt là vấn đề mà ghép cơ quan á, ghép tạng đó, thì ta phải sử dụng cái thuốc chế miễn dịch dữ lắm á. Thì bạn tôi là bác sĩ từ Thành Tiến Dũng thì cách trước đây thì cũng lâu rồi, là vấn đề tài tiến sĩ về cái nhiễm trùng CMV ở bệnh nhân mà ghép thận đó. Thì cái này là một trong cái CMV là cái đang quan tâm dữ lắm, thành ra mình phải xác định cái chuyện đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thành ra một trường hợp mà viêm phổi mà xảy ra viêm phổi do CMV ở BB thì phải đặt ra một câu hỏi liền là coi chừng bệnh nhân này có suy giảm miễn dịch, tới giống y như cái ca của Hương. Cuối cùng lòi ra làm tới làm nuôi, cuối cùng ra đọc vậy là không thể nào không nghĩ tới vấn đề suy giảm miễn dịch. Thành ra thì tôi cũng xin có một số ý kiến tôi đọc chia sẻ các bạn thôi. Thành ra những trường hợp mà nhiễm virus, ta biết là nhiễm virus thì đa phần là thường nhẹ, chẳng hạn như nhiễm ngay cả cảm cúm, cảm lạnh do rhinovirus hoặc là cúm do adenovirus thì đa phần là nhẹ thôi, nhiễm trên thôi. Mà tới mức là viêm phổi thì đặt vấn đề, hoặc là bệnh nền, hoặc là ấy. Ngay cả hiện thời SARS-CoV-2 cũng vậy, nhiễm thì chẳng hạn như nít 70-80% là nhẹ, họ không có triệu chứng. Và tới chừng mà đứa nào mà tới mức mà viêm phổi rồi đó, hoặc là bệnh nền, hoặc là trong cái bệnh nền đó ngoài chuyện béo phì dân các thứ, thì nó là cái suy giảm miễn dịch. Thật ra mình phải nghĩ tới chuyện đó, đó là cái thứ nhất. Và trong cái vấn đề một bệnh nhân mà bị mà suy giảm miễn dịch đó, thì mở rộng ra thì tôi lấy từ trong quyển Candice thì có rất nhiều cái nguyên nhân mà có thể gây tổn thương khác nhau, rồi có thể là vi khuẩn nấm hoặc là virus hoặc đơn bào hoặc là các loại mà tác nhân gây bệnh khác. Và trong quyển Candice đã có cái hay cái là nó phân tích cho mình từng cái kiểu khác nhau. Một là đối với bệnh nhân mà bị giảm bạch cầu hạt neutropenia đó, nó phân tích ra ở giai đoạn bị giảm bạch cầu hạt cấp tính thì nó là do cái gì, mãn tính là do cái gì, và nếu bệnh nhân điều trị suy giảm miễn dịch, ức chế miễn dịch thì bị cái gì. Chẳng hạn như giảm bạch cầu hạt mà cấp tính là do thì phần nhiều là do vi khuẩn, và phần nhiều mình phải nghĩ tới đó là tụ cầu. Thật ra mình phải nghĩ tới chuyện này để mà mình chọn lựa vấn đề điều trị trên lâm sàng. Còn mãn tính thì ngoài cái chuyện phế cầu hemophilus dê tụ cầu là mấy cái con mình hay thường gặp, cũng phải bị pepsin là. Và trong cái nhiễm mà bạch cầu hạt và mãn tính thì ta cũng bạch cầu hạt thì để ta biết là đánh cái chủ yếu bạch cầu hạt thì chủ yếu là nó hướng tới cái nó tấn công vào vi khuẩn là chính. Thành ra vai trò của nhiễm virus hoặc là nấm các thứ thì nó phải quan trọng. Nhưng mà ngược lại, bệnh nhân mà điều trị ức chế miễn dịch thì bên cạnh nó giảm bằng cầu hạt, nó còn có vấn đề mở chế miễn dịch khác nữa. Thành ra nó xuất hiện những tác nhân gây bệnh, ta gọi là nhiễm trùng cơ hội, chẳng hạn Listeria, thậm chí là lao, rồi nấm cũng có hàng loạt trong đó, và virus ở trong đó có CMV là chủ đề của mình trong ngày hôm nay. Đó thì nó có rất là nhiều cái tác nhân khác nhau từ cái giai đoạn, mà cái bản này cũng rất là hay. Và cá biệt ra người ta tách ra cái chuyện mà bệnh nhân mà ghép tủy đó thì trong tương lai chắc là gần thì bệnh viện mình sẽ làm chuyện ghép tủy xương này đó. Thì mình cái này các bạn cũng cần phải nắm là tùy theo cái giai đoạn là nó xảy ra sớm, đừng nghĩ là dưới 30 ngày,
muộn tức là trên 30 ngày hoặc muộn nữa là trên 100 ngày mà tác nhân gây bệnh của mình là nó sẽ khác. Chẳng hạn như một bệnh nhân mà trong giai đoạn sớm của ghép tủy dưới 30 ngày mà có vấn đề bị tổn thương phổi thì mình hãy nghĩ tới cái chuyện mà gram âm, trong đó đặc biệt pseudomonas và cả gram dương nữa. Ở bên cạnh đó thì các bạn lưu ý là candida. Đang trong trường hợp này thì nếu mình gặp bệnh nhân đó thì phải điều trị kháng sinh cả gram dương, gram âm, pseudomonas và đánh luôn candida luôn. Nhưng mà muộn hơn á, thì vai trò của tụ cầu áp bacillus và đặc biệt các dạng virus là mình không có quên. Trên 30 ngày phải lưu ý tới dạng virus ở trên mình. Phải lưu ý là mình phải phân tích cái thứ tác nhân tùy theo cái ngữ cảnh của nó như thế nào. Và ở trong này quyển Candid luôn, nó có một cái timeline về các biến chứng hô hấp và xảy ra bệnh nhân bị ghép cơ quan. Nó tùy theo giai đoạn trước khi ghép. Thì bệnh nhân trước khi ghép và tới bước mà ghép rồi cũng tại lấy hết trơn rồi. Rồi giai đoạn ghép và giai đoạn muộn sau đó. Và đây thời gian tháng xảy ra sau, tháng đã diễn ra sau cái lần ghép tạng đó. Đó, và đây thì nó cũng cho mình biết là những cái tác nhân ở giai đoạn đó tương ứng tác nhân gì, hoặc vi khuẩn nấm, hoặc là Herpes simplex, hoặc là pneumocystis, hoặc là CMV, varicella, nhân dân các thứ này. Đó, thì cái bản này cũng rất là hay và mình cũng cho mình cái nhìn tổng quan như thế. Liên quan về CRB, CMV thì ta thấy rằng thật ra thì nó cũng là cái nhóm Herpes virus đó. Thì nó gây nhiễm trùng sơ sinh và kể cả ở trẻ lớn hơn, mà chủ yếu là trẻ lớn này là trẻ suy giảm miễn dịch chính thôi. Thấy rằng có một số bệnh nhân, chẳng hạn như nhiều khi mình cũng tìm ra con CMV qua cái bệnh phẩm đường hô hấp đó đó. Nhưng mà không triệu chứng, khi đó đương nhiên mình biết rồi, người ta gọi là người mang virus không có triệu chứng. Nó khác con RSV, SV mà thử dương tính thì chắc chắn gây bệnh. Còn CMV thì nó có thể là người là mang virus mà không có triệu chứng. Và không có nghĩa rằng người mang virus này nó luôn luôn sẽ diễn tiến dẫn tới bệnh lý, cái này trong Candid nói. Và tuy nhiên, từ cái việc mà mang virus mà không có triệu chứng tới khi mà diễn tiến thành bệnh thật sự thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Về lứa tuổi bệnh nhân, tình trạng miễn dịch, rất nhiều yếu tố khác nhau. Và một chuyện nữa là thấy rằng có hiện tượng đồng nhiễm. Đó, chẳng hạn như cái ca của bác sĩ Hương, các thứ. Đồng nhiễm rất nhiều tác nhân gây bệnh nhiễm trùng cơ hội khác nhau, trong đó có pneumocystis, rồi EBV, cả Herpes. Và gần đây chẳng hạn như CMV, chẳng hạn như trong cái thằng mà SARS-CoV-2 trong COVID đó, thì ta cũng nói là có cái đồng nhiễm với là CMV có đó. Và thậm chí Mycoplasma pneumoniae nặng đó, nó có đồng nhiễm là CMV luôn đó. Thành ra đó là một số cái hiện tượng ta gọi là đồng nhiễm, là cái mối chuyện ta quan tâm. Rồi đây là một số cái trường hợp đó thì ta nói là chẳng hạn như mang CMV tiềm ẩn, CMV có nhiễm trùng CMV rõ ràng và bệnh lý do CMV là trong đấy nó phân rõ rồi thôi. Cái mới nãy bác sĩ Thu có đặt ra vấn đề là tới cái chuyện tăng mặt cầu đơn nhân nhiễm khuẩn, thì đúng là cái chuyện mà tăng mặt cầu đơn nhân nhiễm khuẩn rất quan hô. Việt cũng đã nói rất là chính xác chuyện này. Thì đây là cái mình nói tăng mặt cầu đơn nhân nhiễm khuẩn, mình nghĩ ngay tới EBV. Thì các bạn xem lại cái triệu chứng của nó đó, thì nó đã nói rằng cái đã được đặc trưng bởi một tam chứng, điển hình đặc trưng bởi tam chứng đó là viêm họng, sốt và bị nổi hạch đó. Rồi, và sốt là triệu chứng rất là thường gặp ở trên 90% các trường hợp. Rồi sưng amidan, hạch cổ nổi hai bên rất là nhiều ở trên 80-90% các trường hợp. Rồi có phù quanh ổ mắt đó. Rồi có mấy cái BTC ở cái vòm khẩu cái trong 1/3 các trường hợp. Nhưng mà cái chuyện này thì nó không đặc hiệu cho chẩn đoán. Có thể phát hiện được đắt to và đặc biệt là phát ban dạng giác sẩn hoặc dạng bề đai ở khoảng 5% các trường hợp. Đó thì đây là cái bệnh tăng mặt cầu đơn nhân nhiễm khuẩn mà mình rất là hay gặp. Mà mình hay nghĩ là EBV. Mà không chỉ EBV mà việc nói đúng thì ở trong cái Pediatric in Review thì cũng có một bài tổng quan này thì cũng nói tới cái hội chứng và mononucleosis syndrome, hội chứng tăng mặt cầu đơn nhân luôn đó.
thì nãy Việt nói thì nó cũng có khả năng là do cái CMV dị thường. Cái triệu chứng của nó thì nó tương tự giống như là EBV gì đó, cũng sốt, mệt mỏi, nhức đầu, mệt mỏi, sốt có thể kéo dài ha. Có thể kéo dài, có khi kéo dài tới hơn 14 ngày khác nhau, cũng có viêm họng, cũng nổi hạch, cũng lắc to vân vân các thứ đó. Thì có thể tăng men gan, rồi tăng bạch cầu vân vân, thiếu máu vân vân đó. Thì có một số trường hợp có biến chứng nặng, chẳng hạn viêm cơ tim, rồi viêm phổi, rồi Guillain-Barré, thậm chí viêm não màng não vân vân, thì nó là cái CMV nó cũng có chứ không phải là không. Và khi đó thì vì cái EBV người ta gọi là bạch cầu tăng nhân nhiễm khuẩn rồi, thì cái này người ta gọi là hội chứng tăng bạch cầu đơn nhân. Rồi cái mới nãy thì bà Việt cũng nói là cái tổn thương bệnh học mà quan trọng nhất, điển hình nhất là khi mà con CMV nó gây nhiễm tế bào thì nó tạo ra những thể vùi mà bắt vào ưa kịp đó, nó tạo thành xung quanh nó có cái vầng sáng mà tạo giống như cái mắt đó. Cái mắt của con cú đó. Và điển hình nó lấy ở trong các tế bào phế nang đó. Thì đây cái hình này tôi lấy trong sách ra thì nó y đúng là mắt con cú thật sự luôn, thấy mà ghê đó. Về X quang của nó nói thì tùy theo giai đoạn của nó đó. Mà nói chung nó là tổn thương, nó là virus, đặc điểm virus của mình thì biết là nó tổn thương dạng mô kẽ hoặc dạng lưới hạt là chính thôi, giống như các virus khác. Nhưng người ta thấy rằng đối với CMV thì dường như nó ít có tổn thương phế nang hơn là viêm phổi do pneumocystis jirovec. Và trong cái này thì vai trò của chụp cắt lớp thì nó đóng góp mình cái nhiều cái vai trò hơn, vì cái với giá cắt như vậy thì đánh được giá được chính xác cái tình trạng phế nang cũng như mô kẽ như tiến triển của bệnh hơn. Mà hình ảnh của nó thì tổn thương của trên X quang thì nó không đặc hiệu, chẳng hạn giai đoạn này chẳng hạn nhiều hơn thì thế này đó. Lưới hạt các thứ dân dân như thế. Về CT thì ta nói rằng cái cũng không có đặc hiệu và rất là đa dạng. Thì nó có những hình ảnh, chẳng hạn như cái hình ảnh cũng rất quen thuộc của những trường hợp mà nhiễm virus khác, hình ảnh dạng kính mờ vân vân, hình ảnh dạng nốt phổi nhỏ, hình ảnh đông đặc phổi, dạng phế quản, hình ảnh mà dạng lưới vân vân đó. Có nhiều cái khác nhau mà không đặc hiệu. Mà cái này qua mình sinh hoạt nhiều lần về viêm phổi, về bệnh phổi mô kẽ rồi thì mình thấy rất quen thuộc ha. Đó, chẳng hạn như trường hợp này hình ảnh kính mờ, những lưới hạt vân vân, cái này hình ảnh nó tâm nhiễm nhiều hơn, giống như lát đá vỉa hè vân vân các thứ. Và có một cái tài liệu cũng nói rất là hay về tóm tắt về cái hình ảnh dấu hiệu CT của các loại cái viêm phổi do virus khác nhau. Ở trong đây mình chú ý tới con cái C, nó cũng có nói tới cái con CMV của mình ở đây. Thì trong con CMV mình thì thấy rằng nó chủ yếu nó xuất hiện nhiều cái hình ảnh dạng kính mờ và đông mặt phổi nhiều, dạng nốt lớn, nốt nhỏ, hình ảnh nụ chinh cành vân vân. Và nó khác với lại phân tích là chi ly tí xíu thì nó phân tích là chi ly tí xíu thì nó khác với lại các loại mà virus khác. Nhưng mà cái này, mỗi cái này nó cũng là tương đối thôi, vì các bạn biết rằng mình không thể nào dựa trên cái phim để dự đoán được tác nhân gây bệnh, mà ít ra là mình cũng phải một cái nhìn tổng quan về cái vấn đề đó. Chẳng hạn các bạn thấy là toàn bộ virus đều hình ảnh kính mờ hết như thế này, rất là nhiều. Rồi vấn đề CMV mình làm cái gì, huyết thanh chẩn đoán, làm PCR vân vân, cấy vân vân, thì mới nãy thì Việt cũng nói rồi, bây giờ cấy thì rất là khó và không phải chỗ nào mình cũng cấy, mà mình làm cái PCR là chính, cái độ nhạy rồi đặc hiệu của nó thôi. Thì cái đó thì thế giới cũng chưa thống nhất thôi, mình chờ cái phải mình chờ theo cái phòng thí nghiệm họ trả lời cho mình thôi, chứ mình đâu có thể mình quyết được chuyện đó. Rồi cái BB65 bên này vai trò đó Việt cũng đã nói rồi ha. Thì một vấn đề nữa là đặt vấn đề là cái nãy bạn cũng nêu ra, đối với CMV mình có điều trị hay không. Theo cái quyển Pediatric in Review á,
thì cái chỉ định điều trị của kháng virus của nó là như thế này. Một là đối với ganciclovir xài đường tĩnh mạch, nó chủ yếu áp dụng cho các trường hợp mà CMV bẩm sinh và đặc biệt có tổn thương hệ thần kinh trung ương ở chỗ bác sĩ Khanh, bác sĩ Quý á. Hoặc là nếu mà nhiễm CMV sau khi sinh á, thì trong bối cảnh là bệnh lý nặng ở trẻ sanh non, ở sanh non rất nhẹ cân á, rất nhẹ cân. Hoặc là đối với bệnh nhân mà bị ức chế miễn dịch thì mình sẽ điều trị hoặc là điều trị dự phòng CMV. Chẳng hạn như đối với bệnh nhân nhiễm HIVS, bệnh nhân ghép cơ quan, nhân dân. Người ta chỉ định ganciclovir của mình thì các bạn thấy rằng chủ yếu là chẳng hạn ngoài cái chuyện ghép thì các thứ thì mình không nói. Mấy đứa sơ sinh thì không nói. Thì chủ yếu là nó có tổn thương hệ thần kinh trung ương. Còn các trường hợp bệnh nặng mà viêm phổi nặng, nhân dân các thứ, tôi nghĩ rằng người ta dùng, tại vì thôi thì người ta nói rằng không có bệnh thì giải tứ phương thôi, trong những ngày lai thì không thấy người ta có hướng dẫn cái sử dụng cái thuốc đó. Và những cái loại thuốc mới chẳng hạn như ganciclovir chẳng hạn, các bạn thấy rằng nó cũng chủ yếu áp dụng cho cái trường hợp tương tự, nghĩa là nó có tổn thương hệ thần kinh trung ương. Ra đó là một số cái mà tôi muốn có góp thêm một chút để các bạn có thể tham khảo. Các bạn có ý kiến gì thêm không? Alo. Dạ, không biết các bạn có ý kiến gì không ạ? Thật ra tóm lại tôi nghĩ rằng ngày đối là EBV hay CMV đó, bạn nghĩ rằng thứ nhất là cái đó mà bạn nói là phân biệt viêm phổi mới gì mới xuất hiện, cái đó là không tưởng. Làm sao mình có ranh giới được cái mới cái cũ, không có được đâu. Đó là một. Cái thứ hai, cái yếu tố gợi ý của mình là gì? Là một là trên lâm sàng thật sự đó là một đứa nó có tổn thương mô kẽ, nó thể hiện trên phim X quang thẳng hoặc là trên cái CT. Rồi đặc biệt trên những đứa mà mình nghĩ tới suy giảm miễn dịch, nó suy giảm miễn dịch nhân dân các thứ, hoặc là kém đáp ứng điều trị kháng sinh thông thường, mình đã tới đại bác rồi, Vanco rồi, Chinam các thứ rồi, nhân dân mình phải nghĩ tới cái chuyện mà tổn thương cái suy giảm miễn dịch của nó đó. Thì trong bối cảnh đó thì mình chụp X quang hoặc CT thấy tổn thương mô kẽ thì mình cố gắng mình làm xét nghiệm, trong bối cảnh đó mình làm xét nghiệm có thể làm CMV nhân dân các thứ, và đặc biệt là rửa phế quản phế nang đó. Thì bây giờ thì anh Phạm Bùng Vân anh làm cũng làm được PCR trong cái đó đó, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái thái độ đó là thái độ thực hành nó phù hợp với mình thôi. Chứ còn bây giờ mà ranh giới đâu giữa xuất hiện cái triệu chứng mới, triệu chứng cũ gì các thứ thì tôi nghĩ là nó khó lắm, không thể nào đâu. Ý bác sĩ Hương sao? Dạ, ý em cũng giống vậy. Dạ thì ý em cũng nói cái việc mà CMV, EBV mình nó dối mình thường là bệnh cảnh cũng toàn thân á. Dạ, cho nên là cũng mình đừng đặt vấn đề là chỉ có một tổn thương phổi duy nhất thôi, thành ra là cũng đừng có đặt rồi cái vấn đề đó quá. Dạ, cũng nhìn cái bao quát cái toàn thân của bệnh nhân. Bây giờ toàn diện. Hiện tại hôm nay cái chủ đề của bạn các bạn là vì là xoáy vào cái viêm phổi do EBV, CMV. Đã có khả năng các bạn bị do đó bạn khu trú cho đây, trên thực tế là nó bị cũng tè le ở chân à. Ra trên lâm sàng thật ra có vấn đề mà mình nghĩ tới nó là bắt buộc phải nghĩ trong trường hợp mà tổn thương mô kẽ, viêm phổi kẽ, rồi suy giảm miễn dịch đó, có thể bẩm sinh mắc phải nhân dân, thì buộc mình phải nghĩ tới chuyện đó. Đó rồi thì về vấn đề chẩn đoán của nó thì ngoài làm mấy viết thanh chẩn đoán nhân dân mà bên ngoài hảo họ vẫn làm cho mình đó, thì đặc biệt trong các cái trường hợp EBV hoặc CMV bẩm sinh thì không nói rồi, chứ còn có thể mà viêm phổi mà cấp tính thì bên mình thì làm cái được cái rửa phế quản phế nang, chứ lại mình làm cái PCR cái dịch rửa phế quản phế nang. Về tiêu chuẩn như thế nào, đánh giá cái dịch như thế nào là đạt tiêu chuẩn thì nó y như là cái tiêu chuẩn thông thường mình đang áp dụng, không gì khác biệt cả đó. Rồi vấn đề mà thấy qua bên đấy làm PCR cái cách up của anh đó là bao nhiêu thì tùy thuộc vào phòng xét nghiệm thôi, cái đó mình không có can thiệp vào được, cái đó tùy thuộc vào cái thuốc thử của họ thôi, chứ mình không có thấy được. Rồi vấn đề điều trị, tôi nghĩ rằng
Chủ yếu là trong trường hợp mà có bệnh nặng mà đặc biệt có tổn thương thần kinh trung ương thì chỉ định đó là không bàn cãi, không bàn cãi. Rồi các trường hợp mà viêm phổi nặng mà nghĩ do cái EBV các thứ có sử dụng hay không thì tôi nghĩ rằng trong gai lai chưa thấy. Đó, thật ra thì cái trường hợp đó thì mình sẽ hội chẩn xem xét từng ca thôi, chứ gai lai thì nó chưa có, nó không có hướng dẫn trong điều trị và viêm phổi. Rồi theo cô Trang thì sao? Dạ em cũng đồng ý ạ. À, vậy thôi chắc cũng trễ giờ rồi ha. Chắc nhờ cổ Trang coi tuần sau chắc thu xếp ra để bác sĩ Hương trình bày tiếp cái bệnh án 2, với lại mình có thể mình thảo luận thêm một chút về cái EBV nếu bạn muốn, rồi trước khi mình bắt đầu tiếp cái phần cái bài kế nữa. Nhưng mà có điều là tuần sau là thứ ba là mình có cái kiểm tra bệnh viện thì chắc lẽ phải dời chút bác sĩ Trang hả? Dạ chắc là qua thứ tư được không sếp? Thứ tư hả? Thứ tư. Dạ. Rồi để tôi coi lại cái lịch làm rồi tôi báo ha. Dạ nha. Dạ. Cái lịch làm được các thứ rồi. Rồi coi ý kiến gì thêm không à? Rồi nếu thôi thì mình kết thúc ở đây ha, nhưng mà trước khi kết thúc thì cho phép tôi ha, được thay mặt cái anh em nam giới ha, được nhân ngày 8 tháng 3 gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn nữ, các chị nữ có ngày 8 tháng 3 thật là vui và thể hiện ngày càng tốt hơn cái vai trò của người phụ nữ trong cái thời đại mới này ha. Rồi chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống gia đình. Rồi thôi mình nghỉ ở đây ha. Dạ cảm ơn sếp. Dạ. Rồi cảm ơn Việt nha, cảm ơn bác sĩ Hương. Rồi thôi mình nghỉ ha. Dạ em chào sếp. Em chào sếp ạ.